chương 459, chí quét ngang ngư dương, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Sắc mặt dương phạm lập tức âm trầm trong mắt xuất hiện lửa giận nồng đậm chật lại chuyển thành lạnh băng thấu xương. Hai loại khi tức hoàn toàn trái ngược chuyển hóa trong mắt hắn. Chỉ vẻn vẹn thời gian mấy hô hấp lửa giận trên người hắn đã được thay thế bởi khí tức bình tĩnh trong nháy mắt hắn sinh ra lửa giận vừa rồi toàn bộ tử quán đều chìm trong một loại áp bách không cách nào hình dung làm cho người ta cảm thấy không yên khó hiểu. Một khi cổ lửa giận này bùng nổ, đừng nói là tử quán nho nhỏ này, cho dù là toàn bộ dương gia bảo đều không thể chịu nổi. Còn may lực khống chế của dương phàm kinh người, lửa giận trong lòng rất nhanh bị thu liễm. Độc vương la tung hoành hơi tán thưởng nhìn hắn một cái vẻ mặt bình thản nói, người không cần quá lo lắng thứ gì chân chính thuộc về ngươi, người khác không đoạt được huống chi là cảm tình. Nói rất đúng. Dương Phàm gật đầu hít sâu một hơi tự tin nói, ta tin tưởng vũ tịch. Dứt lời, hắn lấy ra một cây sáo ngọc trong suốt lẳng lặng nhìn. Vật này đúng là nhạc khí chí bảo nhau môn thất hương ngọc hồn địch. Ánh mắt La Tùng Hoành lập tức dừng ở vật này, chấn động, đây không phải là thất hương ngọc hồn địch mà Dược Vương có được thời trẻ tuổi sao. Lão sư cũng biết lai lịch vật này. Dương Phạm khẽ giật mình. Theo hắn biết tu sĩ nho môn ở Bắc Tần gần như tuyệt tích sách cổ ghi lại về điều này cũng rất ít. Vật này đến từ mộ viễn cổ của Dược Tiên Cốc. Vài trăm năm trước, khi đó ta cùng Dược Vương đồng thời tiến vào mộ này, đều có kỳ ngộ. La Tùng Hoành thở dài nói lộ ra vẻ nhớ lại. Mộ viễn cổ. Lão sư làm sao lại cùng Dược Vương tiền bối tiến vào nơi đó? Dương Phạm không hiểu chút nào bởi vì thật lâu trước kia ta cùng dược vương là sư huynh đệ đồng môn la tung hoành hít sâu một hơi hai người là sư huynh đệ dương Phạm chấn động hắn làm sao cũng không nghĩ tới độc vương cùng dược vương dĩ nhiên là một đôi sư huynh đệ lúc nhập môn bái sư hai chúng ta đều là người nổi bật thời đó hơn nữa tranh cường hiếu thắng đấu nhau chừng một hai trăm năm la tùng hoành nhắm hai mắt lại hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập tuy nhiên vào một ngày, sư tôn cho hắn trở thành người kế nhiệm dược tiên tốc. Khi đó ta không phục lắm ngầm quyết chiến một phen chẳng phân thắng bại. Cuối cùng, ta rời khỏi dược tiên cốc bỏ y theo độc từ đó về sau nghiên cứu độc thuật, thề muốn đánh bại dược tiên cốc, đánh bại dược vương. Sau đó vào một lần tỷ đấu lão hủ nguyên khí đại thương, bị tam u lão ma đánh lén gần mất mạng. La Tùng hoành giảng lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Khi giảng đến đoạn bí tận này, mắt ông vẫn nhắm giọng trầm thấp. Hai sư huynh để tranh đấu mấy trăm năm kết quả cũng đều không có kết cục tốt. Dương Phạm thầm than trong lòng. Đợi sau khi độc vương bình tĩnh Dương Phạm mới hỏi chuyện có liên quan dược tiên cốc. Tình huống ta biết không nhiều, nhưng dược tiên cốc nội tình thâm hậu lại có cường giả nguyên anh tọa trấn hẳn là sẽ không gặp chuyện không may. Chỉ là ba người kia gắt gao theo đuổi dược tiên tử tình huống hết sức phức tạp. La Tùng Hoành đáp tân tú nguyên anh huyết luyện tông liệt vô huyễn đại đệ tử ma dương tông còn có thiếu chủ vô ưu cốc dương phạm cao mày ba người này đều không phải bình thường hơn nữa sau lưng đều có thế lực lớn thiếu chủ lệ hồng phi của vô ưu cốc hắn biết ở trong cửu u cốc có chút qua lại quan hệ cũng tạm được liệt vô huyễn hắn cũng biết nghe nói từng quyết chiến cùng phụ thân dương thiên vì tranh đoạt mẹ đẻ của hắn cũng chính là người kế nhiệm đời trước của dược tiên cốc về phần tân tú nguyên anh của huyết luyện tông dương phàm không thể đoán ra tu sĩ huyết luyện tông làm sao lại chạy xa ngàn vạn dặm đến theo đuổi vũ tịch chính theo như lời la tung hoành nói tình huống thực phức tạp sau khi biết tin tức này dương phàm có chút đứng ngồi không yên lão sư ngài có tính toán gì không dương phàm chuẩn bị đứng dậy cáo từ hỏi độc vương ngươi trở về ngư dương quốc sớm muộn sẽ cùng tam u lão ma tiến hành chiến đấu sinh tử có chỗ nào có thể cần đến lão phu cứ việc nói ra ta cùng ma đầu này cũng có thâm cừu đại hận la tung hoành rất sảng khoái dương phàm nghe vậy mừng rỡ cười nói lão sư ngài hiện tại chỉ cần tọa trấn dương gia bảo hoặc là vụ liễu trấn như vậy ta có thể buông tay xuất kích được La Tung Hoành gật gật đầu sau đó vùi đầu uống rượu loạn túy như mê. Dương Phạm hỏa tóc chạy về vụ liễu trấn. Khi đi vào y quán cha con La Nham đi ra đón. Sư tổ. Có một người thần bí muốn gặp người. La Tường cung kính nói. So với lúc trước, thiếu niên áo trắng này bớt đi vài phần nhuệ khí đối với Dương Phạm kính sợ có thừa. Ừ, ta đã biết. Dương Phạm đi vào phòng khách, khẽ cười nói, nhiều năm không thấy, vũ văn gia chủ vẫn khỏe chứ bái kiến quân vương trong phòng khách một nam tử trung niên lộ vẽ già nua lập tức thi lễ với dương phàm miễn lễ đi dương phàm ngồi xuống cùng hỏi ám huyết đại hội sớm chấm dứt ngươi còn chưa về kinh đô nguyên lai ám huyết đại hội nửa tháng trước trong chúng trưởng lão còn có vũ văn gia chủ lúc ấy đeo mặt nạ dương phàm tuy rằng nhìn thấu nhưng không hỏi nhiều rất nhiều cao tầng trong ám huyết ở tu tiên giới cũng có thân phận đặc thù cho nên tại đại hội đều tự che giấu hình dạng thuộc hạ có việc bẩm báo vũ văn gia chủ nhìn hắn một cái thật sâu ở trong mộ huyệt quỷ thi sơn hắn tận mắt chứng kiến thủ đoạn lôi đình của dương phàm ngay cả tu sĩ nguyên anh đều ngã xuống đương trường vũ văn trưởng lão không cần khách khí có gì trực tiếp nói thẳng giọng dương phàm thật bình thản hiện nay kinh đô ngư dương quốc tình thế phức tạp trên danh nghĩa là từ bốn đại gia tộc chúng ta thống trị nhưng thực chất đã bị tam ma môn khống chế thế lực tam ma môn ngập trời cường giả như mây trên trời không ngờ thẩm thấu đến ám huyết vương triều lúc trước ta cũng vẫn hoài nghi chuyện này lại không dám xác định mây có quân vương trở về ngư dương trừ bỏ phản đồ vũ văn gia chủ thở dài ngoài ra quỷ huyền môn thanh nguyên tông kia từng nhiều phen uy hiếp vũ văn gia ta Nguyên nhân là Vũ Văn gia che chở tiên hồng y quán kinh đô. Nếu không phải có sự phối hợp của Lệ công tử vô ưu cốc, Vũ Văn gia đã gặp nguy. Nói xong lời cuối cùng, vẻ lo lắng trên mặt Vũ Văn gia chủ càng đậm. Dương Phàm thì lộ vẻ trầm tư trầm mặt không nói. "Cầu quân vương làm chủ cho Vũ Văn gia ta." Vũ Văn gia chủ phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Dương Phàm nói lời chân thành tha thiết. Vũ Văn Gia cùng bản quân vương có giao tình sâu xa, hơn nữa ngươi lại là trưởng lão ám huyết vương triều. Ngươi cứ an tâm về kinh đô phàm là thế lực là địch với chúng ta đều sẽ bị nhổ tận gốc trong vài chục năm tiếp theo. Ác nghiệt cùng hỡi những trong giọng nói dương phàm khiến Vũ Văn Gia chủ toàn thân lạnh băng âm thầm kinh hãi. Vũ Văn Gia chủ đi rồi, dương phàm đưa tay dây trán phun ra một hơi dài, ma dương tông. Tam ma môn. Quỷ huyển môn. Huyết luyện tông thanh nguyên tông. Thật sự rất loạn rồi. Ngư dương quốc nho nhỏ bị nhiều thế lực lớn như vậy dặn có phức tạp. Xem ra, mục tiêu của ta không thể chỉ vẹn vẹn giới hạn trong ma dương tông. Đột nhiên, dương phàm chậm rãi xuề bàn tay ánh mắt nhìn về phương xa dường như nhìn xuống toàn bộ ngư dương. Đúng vậy. Tình huống phức tạp như thế kỳ thật ta có một ý nghĩ càng đơn giản, trực tiếp quét ngang ngư dương, quét dọn hết thảy thế lực đối địch. Dương Phàm xuề bàn tay lại nắm lại thành nắm tay. Quét ngang ngư dương, quét dọn hết thảy thế lực đối địch. Làm cho cả ngư dương quốc trở thành địa bàn của mình như vậy thế giới liền thanh tịnh. Bằng hữu, người nhà, đệ tử của mình, tất cả những người có liên quan với mình đều có thể hưởng thụ được môi trường tốt nhất. Đương nhiên, Dương Phàm cũng hiểu được mục tiêu này hiện tại còn có chút khó khăn. Đây vẹn vẹn là một ý nghĩ hóa phức tạp thành đơn giản nhưng là nếu tu vi hắn có thể tăng thêm một bước cũng không phải không thể hoàn thành một đoạn thời gian sau dương phạm bắt đầu tĩnh tu trong y quán nửa tháng sau ở một nơi hoang dã cách vụ liễu trấn mấy chục dặm thiên địa linh khí bỗng nhiên khởi động một cổ khí tức cường đại dần dần hình thành thần thức dương phạm đảo qua mặt lộ vẻ vui mừng thần thức truyền âm nói lâm chung ngươi rốt cục bước vào đại đạo kim đan nguyên lai cổ khí tức tấn chức này chính là đến từ Lâm Trung. Đây đều là công tử tài bồi Lâm Mổ. Lâm Trung sau khi tấn chức kim đang động tác đầu tiên đó là hướng về phía vụ liễu trấn cuối sâu một cái. Hắn không phải cúi đầu với vụ liễu trấn mà là thân thiết cảm tạ Dương Phàm. Nếu không có Dương Phàm giờ phút này hắn vẫn là một tu sĩ bậc thấp tầm thường vô vị. Đời người thường thường có chút kỳ ngộ một khi chọn đúng sẽ trở thành bước ngoặt vận mệnh ngươi cố cũng cố tu vi cảnh giới đi, về sau sẽ có lúc cần dùng. Dương Phạm phân phó một câu liền nhắm mắt tỉnh tu. Ngay ngày thứ ba sau khi Lâm Trung Tấn chức bậc cao kim đang bên quỷ thi sơn truyền đến tin tức. Chủ nhân. Hắn xuất quan. Dương Đại bị hút vào tiên hồng không gian nhắn tin tức đến cho Dương Phạm. Hồ Phi xuất quan. Dương Phạm vẻ mặt vui mừng vội vàng đi quỷ thi sơn quỷ thi sơn cách vụ liễu trấn khá xa ước chừng ngàn dặm. Khi hắn chân chính tới gần quỷ thi sơn bỗng nhiên cảm ứng được một cổ khí tức cùng bạo khiến người run sợ. Cùng lúc đó ở lối vào thiên niên mộ huyệt. Âm âm âm. Một thiếu niên cực kỳ xấu xí toàn thân trần trụi vung nắm tay điên cuồng đánh đấm tản mát ra một cổ khí tức kinh hải thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ âm hồn lệ quỷ tại quỷ thi sơn đều kinh hải run sợ làm cho người ta kỳ quái chính là trên người thiếu niên xấu xí này có một lớp lông tơ màu tím nhạt. Hai tay hắn thành dạng vuốt động tác linh hoạt như quỷ mị trong hư không lăng không tung bay giống như cá bơi. Dương Phạm bay đến nơi đây vừa lúc nhìn thấp một màn kinh người này. Đến thật là tốt. Hồ Phi ngao một tiếng, thân hình bá một cái hư không biến mất. Suy, vuốt tử quan lóe lên hắn quỷ mị xuất hiện trước người dương phàm vung nắm tay tầm um, ầm um, ầm um, đánh ra vài quyền dương phàm không kịp phòng bị bị cổ lực lượng cùng bạo này đánh rơi xuống mặt đất lực lượng thật cường đại dương phàm giật mình không nhỏ tuy nhiên sau khi hai chân hắn chạm đất vững như thái sơn cùng hồ phi quyền đắm chân đá sinh động vô cùng âm um, âm um, âm um. hai người đánh đập vui sướng đầm đìa dương phàm buông hết tay chân toàn lực ra đánh hết sức thống khoái nửa ngày sau giao chiến trên mặt đất dương phàm chung quy dễ dàng thắng một bậc nhiều lần đánh lui hồ phi khiến hắn chật vật không chịu nổi càng khiến hồ phi buồn bực là lực phòng ngự cùng kéo dài của dương phàm đều rất biến thái hắn căn bản rất khó phá phòng ngự của dương phàm thần thông lôi hỏa tuy rằng lợi hại nhưng ngược lại bị sinh mệnh lục chủng của tiên hồng quyết áp chế gắt gao cuối cùng hắn cũng nhìn ra một ít manh mối dẫn quát một tiếng có bản lĩnh lên bầu trời đánh tiếp Chương 460, Dương Lão Đại có bản lĩnh lên bầu trời đánh tiếp. Hồ Phi rốt cục dừng tay, vẻ mặt không cam lòng rống lên. Người này cũng là hạng tranh cường hiếu thắng, vẫn bị Dương Phạm áp chế như vậy, hiện tại thật vất vả tấn chức Nguyên Anh liền muốn thở ra một ngụm ác khí lại vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thật sự quá nghẹn khuất. Ha ha! Thiên địa tức là thiên cùng địa. Từ khi thế gian sinh ra liền có hai thứ này. Ta đứng trên đại địa có gì không được. Dương Phàm mặt lộ vẻ tươi cười sáng lạn đương nhiên sẽ không lên trời đánh. Luận gần người giao chiến Hồ Phi này thực sự rất biến thái. Lực lượng, tốc độ nhanh nhẹn đều đạt tới một trình độ khủng bố. Cho dù Dương Phàm liên tục chiến đấu ở Thiên Cầm Nội Hải, cũng không gặp được người chiến đấu cận thân mạnh hơn Hồ Phi. Bất kể là Kim giao tiểu long hay là Chu Hồng, luận chiến đấu cận thân đều không thể so với Hồ Phi. Hồ Phi chẳng những có thân thể mạnh mẽ đến tận cùng mà lại còn có một loại thiên phú chiến đấu sinh ra đã có, lực bùng nổ càng thêm đáng sợ. Cũng giống như vô song có được ngộ tính ngạo thì thiên cổ. Đây đều là một loại thiên phú hoặc là bản năng đủ để cho người bên ngoài ao ước. Nếu không phải lực phòng ngự cùng kéo dài của Dương Phạm Biến Thái tới cực điểm, chiến đấu cận thân chỉ sợ thật sự chịu khổ trong tay Hồ Phi. Ngao ngao. Hồ Phi vẽ không cam lòng ở tại chỗ quay cuồng trích gào dường như muốn nổi điên. Chỉ là Dương Phạm hoàn toàn không chút động đậy. Hắn đương nhiên không ngốc đến mức đi chiến đấu cận thân với Hồ Phi trên không trung. Được rồi. Ngươi phải nghĩ biện pháp thu liễm khí tức của mình. Mới vào nguyên anh kỳ, cũng cố tu vi cảnh giới mới là chủ yếu. Dương Phạm thản nhiên nói. Hồ Phi chung quy đối với Dương Phạm có vài phần kính ý, khoanh chân mà ngồi chậm rãi thu liễm khí tức tử sắc quan mang vờn quanh bên người hắn cùng với từng hồi lôi điện cùng bạo tinh thuần và ngọn lửa màu đỏ thẫm. Thần thông lôi điện cùng hỏa diễm đều là lực lượng có lực phá hoại kinh người trong thiên địa lại bị hắn độc chiếm. Dương Phạm lộ vẻ trầm ngâm thầm nghĩ, tiềm lực phát triển của Hồ Phi rất lớn, tính tình rất giản nghĩa khí, vì bằng hữu có thể không để ý sinh tử. Dưới tình huống nắm giữ thần thông lôi hỏa hoàn toàn có thể giúp đỡ ta đối phó tam u lão ma tính ra giờ phút này bên phía trận doanh Dương Phạm đã có ba nguyên anh. Dương Phạm, Hồ Phi, Độc Vương La Tung Hoành. Chỉ là ba người đều là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Thực lực Dương Phạm hẳn là có thể áp chế tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường. Nếu liều lĩnh phát động ác chủ bài chém giết kẻ dưới nguyên anh đại tu sĩ vấn đề không lớn. Hồ Phi mới bước vào nguyên anh kỳ, xem ra ít nhất có thể sánh ngang tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Mà độc vương La Tung Hoành chủ yếu nghiên cứu độc thuật, lực chiến đấu chân chính cũng chỉ vào hàng nguyên anh bình thường. lấy thực lực hiện giờ chỉ cần không chính diện đối địch ba thế lực siêu cấp Bắc tầng hẳn là không có thế lực gì có thể chân chính uy hiếp đến chúng ta. Dương Phạm cũng âm thầm đánh giá một chút. ba ngày sau khi tức trên người Hồ Phi Miễn cưỡng có thể làm được thu phóng tự nhiên, nhưng nếu muốn chân chính ẩn giấu khi tức vẫn làm không được để cho Dương Phàm không còn gì để nói chính là một khi tâm tình Hồ Phi dao động mạnh liền dễ dàng lâm vào trạng thái, bạo tẩu quả thực là một người chiến đấu cuồng. Cũng may Hồ Phi đối với Dương Phàm đều tâm tồn kính ý, bình thường đều nghe theo ý kiến của hắn. Trước khi rời quỷ thi sơn, Dương Phàm đánh giá Hồ Phi vài lần vẻ mặt cổ quái nói, trong tay ngươi trừ bỏ lan nha bổng kia còn lại đều là thứ vứt đi. Lan nha bổng kia, lấy được trong một sơn cốc thần bí trong cửu u bí cảnh xem độ cứng chất liệu hoàn toàn có thể sánh ngang cổ bảo. Trừ bỏ lan nha bổng này pháp bảo trong tay hồ phi đơn giản đều là một ít pháp khí, linh khí linh tinh quả thật khiến dương phạm xấu hổ. Hắc hắc, nếu không ngươi cho ta mấy món pháp bảo. Hai mắt hồ phi tỏa sáng nhìn chầm chầm dương phạm. Lôi hệ hỏa hệ dương phàm trầm ngâm tìm trong kho hàng tiên hồng hồi lâu lấy ra một món pháp bảo hỏa hệ đỉnh cấp cùng mấy viên viêm tinh thạch cùng với một món pháp bảo phòng ngự trung phẩm thật tốt quá hồ phi cười ha ha thưởng thức mấy pháp bảo này làng không trở mình vài lần hận không thể ông dương phàm hôn mấy ngùng dương phàm thấy bộ dạng khờ dại bướng bỉnh của hắn hơi có ý cười theo sau mặt lộ vẻ do dự dường như đang cân nhắc điều gì có một món bảo vật ngươi có muốn thử xem không Dương Phạm nhẹ giọng nói. Bảo vật gì? Hồ Phi lập tức dừng lại chờ mong nhìn phía Dương Phạm. Dương Phạm chậm rãi lấy ra một hạt châu thần bí màu tím thẳm. Một cổ khi tức thần bí xa xưa từ lôi linh châu truyền ra. Lực lượng ẩn chứa trong truyền thừa bảo châu đủ để cho bất kỳ bậc cao nào kinh hãi run sợ. Nếu không phải Dương Phạm tu luyện tiên hồng quyết, lôi linh châu không bài xích thì cũng không dám cầm trong tay dưới tình huống không nhận chủ. Hồ Phi nhìn thấy lôi linh châu trên người bỗng nhiên trào ra một cổ lôi quang màu tím hùng hậu tinh thuần. Thậm chí sông thẳng trời cao xé rách quỷ vật trên không quỷ thi sơn thần quỷ lui tránh. Ô, ông ông! Lôi linh châu rung lên bỗng nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh tương dung với lôi quang tinh thuần trào ra từ người Hồ Phi. Hồ Phi đột nhiên trích gào một tiếng, sắc mặt giữ tận dường như mất khống chế. Ngao! Hắn há mồm hút lôi linh châu vào bụng. Cái gì? Dương Phạm kinh hãi không hiểu, vẻ mặt lo lắng. Cứ như vậy nuốt Lôi Linh Châu vào bụng, quả thực là chưa từng nghe qua. A à, a. À. Hồ Phi nhắm mắt lại lôi quan tinh thuần quanh thân từng chút thu rút vào trong cơ thể. Sau một lúc lâu, Hồ Phi rốt cục mở to mắt phun ra một ngụm trọc khí mang theo một tia lôi hổ. Rẹt rẹt, vang lên. Dương Phạm theo dõi hắn một lát rốt cục xác định người này lại được Lôi Linh Châu thừa nhận. Đầu tiên là sắc mặt hắn khẽ biến sau đó khóe miệng mỉm cười, "Tốt. Rất tốt. Có cơ hội ta mang ngươi đi nội hải dạo một vòng." Truyền thừa linh bảo quả nhiên là chú ý cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Thứ thuộc về mình sẽ là của mình. Nếu như vật ấy không thích hợp Hồ Phi, Dương Phàm cũng sẽ không cưỡng cầu. Huống chi để nó trong tay cũng là một củ khoai lang phỏng tay. Nội hải Hồ Phi Nghi hoặc hắn cho tới giờ chưa từng nghe qua. Thiên cầm nội hải. Nơi đó có 12 cường giả chí cao vô thượng. Chỉ cần tùy tiện một người đều có thể đi ngang toàn bộ Bắc Tần. Trong đó có một số người nổi bật được xưng là có thể khiêu chiến hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Dương Phạm giải thích nói. Biến thái như vậy. Hồ Phi cũng cảm thấy khó tin. Kỳ thật. Ta cũng có bảo vật cấp bậc này, thuộc tính tương hợp nhưng yêu cầu nhận chủ càng thêm hà khắc chỉ thiếu một bước là có thể luyện hóa. Dương Phạm khe khẽ thở dài. Hắn nghĩ đến Hoàng Long Quang mình từng chiếm được ít nhất cũng là truyền thừa linh bảo lại chỉ kém một bước cuối cùng có thể thành công luyện hóa. Ngươi cũng có. Vậy lấy ra xem xem. Hồ Phi lộ vẻ kinh ngạc. Dương Phạm mở lòng bàn tay, phóng ra một luồng hào quang thổ hoàng sắc nở rộ, phóng ra một cổ linh lực thổ hệ hùng hậu tinh thuần. Một cổ khí tức nặng nề to lớn cổ sư truyền ra, cùng với một cổ long khí quân lâm thiên hạ khiển vạn vật thế gian thuần phục. Đây là một cái mũ màu vàng, nơi trung tâm có một hạt châu màu vàng kim, hai bên mỗi bên có một con hoàng long dương nanh múa vuốt đều tự há mồm về phía hạt châu màu vàng kim. Hoàng Long Quang Hồ Phi bật thốt Làm sao ngươi biết? Dương Phạm hơi kinh hãi. Ta tự hạt châu chiếm được tin tức. Hồ Phi vẻ mặt kinh ngạc ông ông. Đột nhiên lôi linh châu từ trong miệng hổ phi vọt ra ở xa xa đối diện Hoàng Long Quang. Hống, ông. Từ Hoàng Long Quang phóng ra một cổ long khí dường như đến từ xa xưa khiến cho lôi linh châu rung lên, lôi quang quanh quẩn không thôi. Xem ra hai vật này ít nhất là bảo vật cùng cấp bậc. Tuy nhiên, có điều khác biệt chính là Hoàng Long Quang mặc dù cũng thuộc phạm trù truyền thừa Linh Bảo nhưng nó trừ bỏ thuộc tính thổ hệ của bản thân còn có thêm một loại long khí thần bí không thể nắm lấy. Loại long khí này cũng không phải chân long chi khí đơn thuần, nó kết nối với khí vận càng thêm khó nắm bắt trong thiên địa. Nói cách khác Hoàng Long Quang này là truyền thừa Linh Bảo càng thêm đặc thù. Dương Phạm Hoài nghi vật này là một trong số cửu ngũ chí bảo long khí thời kỳ tiên tần thượng cổ nhưng là tin tức có liên quan đến cửu ngũ chí bảo long khí. Dương Phàm biết rất có hạn cũng chỉ vẹn vẹn từ thần thú không gian linh nguyệt mà biết được một chút. Bá. Dương Phàm động niệm thu lại Hoàng Long Quang. Trực giác nói cho hắn trên Hoàng Long Quang này lộ ra một cổ lực lượng không thể nắm lấy không thể dễ dàng để lộ. Hồ. Hồ Phi há mồm cũng hút lôi Linh Châu vào bụng một tay đặt lên vai Dương Phàm, huynh đệ. Ngươi rất đủ nghĩa khí, bảo vật như vậy đều có thể tặng ta. Thịt. Dương phàm một cước đá văn hắn ra, ai là huynh đệ ngươi? Cúc xa ta ra. Ta nói. Dương lão đại ta cái gì cũng đều nghe lời ngươi, vậy còn không được sao? Hồ Phi cười hắc hắc lại dày mặt đi tới. Hắn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng Dương Phạm ở trong lòng hắn có một uy tín nhất định cũng không dám dễ dàng nổi giận ngược lại có một mặt buồn cười như này. Phải không? Cái gì đều nghe ta." Khóe miệng Dương Phạm hơi nhếch lên. "Tuyệt đối không thành vấn đề." Hồ Phi vỗ vỗ ngực, con mắt đột nhiên sáng ngời, "Không bằng như này, ta đi giúp Dương lão đại xử lý Tam U lão ma thuận tiện báo thù cho Vô Song và Ám Thiên quân vương." Thời cơ còn chưa thành thục. Dương Phạm lắc đầu. "Vậy phải đợi tới khi nào?" Hồ Phi có chút nóng nảy. "Ngươi hiện tại có được Lôi Linh Châu, sức chiến đấu ít nhất tăng cao gấp đôi." dưới nguyên anh đại tu sĩ hẳn là không e ngại một ai. Dương Phàm mỉm cười, nếu tam u lão ma chỉ là tu viên nguyên anh trung kỳ đỉnh hai ta liên thủ đủ có thể đánh hắn chạy trối chết, ít nhất có nắm chắc 70% giết chết hắn. Chỉ là ta vẫn cảm thấy không ổn. Dương Phàm chìm vào trầm tư. Tam ma môn cùng ma Dương Tông cấu kết làm việc xấu, từ lần trước chiến đấu với cường giả nguyên anh trung kỳ giáp đen. Hắn có thể nhìn ra được. Giờ phút này, trong đầu hắn lại vang lên tiếng cười lạnh trào phúng, chỉ là với thực lực của ngươi, sớm hay muộn sẽ chết trong tay Tam U lão ma. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Dương lão đại ngươi quyết định. Hồ phi gãi gãi đầu. Ta đã có kế hoạch. Dương Phàm đưa tay sờ tai, khóe miệng lộ ra một tia ý cười âm mưu. Hồ phi nhìn thấy thần sắc này của hắn không khỏi rùng mình một cái. Trước tiên chúng ta về vụ Liễu Trấn. Dương Phạm không thổ lộ kế hoạch của mình mang theo Hồ Phi về vụ liễu trấn. Hai người vừa mới rời quỷ thi sơn không lâu thân hình Dương Phạm đột nhiên khó hiểu ngừng lại. Có một loại cảm giác rất kỳ quái. Làm sao vậy? Hồ Phi khó hiểu nói. Ta cũng nói không rõ. Dương Phạm lắc đầu. Không đến nửa canh giờ hai người về tới vụ liễu trấn. Dương Phạm tiến vào y quán nhắm mắt lại cảm quan nắm trong tay toàn bộ vụ liễu trấn nhưng không phát hiện bất kỳ tình huống khác thường gì. Chương 461, Hóa Thần Kỳ Dương Phạm nhắm hai mắt lại. Hồn Căng Dung nhập đại địa, nắm trong tay toàn bộ vụ liễu trấn. Tuy nhiên, hắn cũng không phát hiện bất kỳ tình huống khác thường nào. Cái loại cảm giác lúc trước, nói không rõ, không hiểu được. Ồ! Dưới toàn tri cảm quan. Dương Phàm mặc dù không phát hiện gì trạng gì nhưng lại nghĩ đến một người hắn biết. Trên đường phố vụ liễu trấn một lão già áo gai mũi đỏ vì rượu, quần áo lam lũ lưng đeo gùi thuốc, trên người có một cổ khí phàm trần nồng đậm. Nếu không phải là gùi thuốc sau lưng lão Dương Phàm thiếu chút nữa bỏ qua người này. Lão già lam lũ mũi đỏ này chính là Đông Phương Dược Sư một trong ba thần Y Kinh Đô đông phương dược sư nền bước thông thả đi tới một người bán đồ ăn ven đường vẻ mặt khiêm tốn khách khí nói vị tiểu huynh đệ này xin hỏi phổ ái y quán ở nơi nào phổ ái y quán đại hán bán đồ ăn kia liếc mắt nhìn lão có chút không kiên nhẫn ở bên kia đi một trăm bước là có thể nhìn thấy dạ dạ cảm ơn tiểu huynh đệ đông phương dược sư hiếp mắt đi về hướng phổ ái y quán dương phàm xem cảnh nà trong mắt cảm thấy khó hiểu đông phương dược sư là dược sư ngưng thần kỳ về mặt y thuật biết nhiều hiểu rộng lại lấy thái độ đê tiện như vậy hành tẩu thế giới phạm nhân từng ở trên hội đấu giá kinh đô dương phàm cùng đông phương dược sư trao đổi y thuật phát hiện lão nhân này học thức uyên bác đề cập đến mỗi một vấn đề đều có thể một lời nói trúng điểm quan trọng hơn nữa tường vân ngõa dương phàm mua được ở hội đấu giá phương pháp khôi phục linh tính cũng là đông phương dược sư chỉ điểm Dương Phạm dứt khoát đứng ở cửa y quán rất nhanh nhìn thấy Đông Phương Dược Sư đi tới. Đông Phương Dược Sư ngẩng đầu nhìn bản hiệu phổ ái y quán hai mắt hơi nheo lại dường như bị ánh mặt trời chói chang làm hoa mắt. Đông Phương Dược Sư Dương Phạm như cười như không nhìn về phía lão. Ánh mắt Đông Phương Dược Sư có chút hoảng hốt khi lão chân chính nhìn thấy Dương Phạm lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Dược Sư. Hai người đều là Dược Sư, quan hệ không có ngăn cách đi vào trong phòng khách đều bắt đầu hỏi chuyện về nhau. Dương Dược Sư, 30 năm không gặp dung nhan ngươi vẫn như cũ phong nhã hào hoa. Đông phương lão nhân thở dài dường như có chút hâm mộ. Dương Phàm nhìn chầm chầm lão mang theo thâm ý nói, Đông phương Dược Sư, so với 30 năm trước, ngài cũng là lão đương lực tráng hạt phát đồng nhan. Hồ Phi cũng đi đến tò mò nhìn Đông Phương Lão Nhân có chút không hiểu ý nghĩa trong lời nói của bọn họ. Dương Phàm mặc dù khuôn mặt như trước, nhưng khí chất lại xảy ra rất nhiều biến hóa. Nhưng Đông Phương lão nhân này không chỉ bề ngoài không chút biến hóa, ngay cả ăn mặc, khí chất thần vận đều giống như đúc 30 năm trước. Một chút không biến. Tình huống như thế. Dương Phạm chưa từng gặp phải. Đông Phương Dược Sư. Người cố ý tới tìm ta. Dương Phạm hỏi tới chính đề. Tiểu lão nhân hàng năm dạo chơi bốn phương, tìm kiếm các loại nguyên liệu dược liệu không khéo đi vào phụ cận Dương gia bảo. Nghe nói phổ ái y quán vụ liễu trấn thần y tọa trấn. Đặc biệt đến gặp. Đông Phương lão nhân lộ vẻ bất ngờ nói, chỉ là không nghĩ tới. Y quán này dĩ nhiên là của Dương dược sư. Đông Phương dược sư không phải khách lưu yến vương phủ sao? Dương phàm ngạc nhiên nói. Từ vài chục năm trước, lão phu đã từ bỏ thân phận khách lưu dạo chơi bốn phương thậm chí là đi quốc gia tu tiên khác đối với tình thế trong Ngư Dương quốc cũng không biết." Đông Phương lắc đầu giải thích. Thấy vậy, Dương Phàm không hề hỏi nữa, bắt đầu cùng Đông Phương Dược Sư bàn luận học vấn y đạo. Cách biệt 30 năm Dương Phàm về mặt y đạo tự nhiên là vượt xa dược sư bình thường, nhưng khi nói chuyện cùng Đông Phương Dược Sư phát hiện giải thích của đối phương vẫn nhất châm kiến huyết như cũ. Thường thường vấn đề phức tạp tới tay của lão đều có thể một lời nói toạc huyền cơ khiến Dương Phàm hiểu ra nửa ngay sau sắc trời tối dần đông phương dược sư cáo từ. Dương Phàm này giữ vài lần, đông phương dược sư cũng không lưu lại chỉ là trước khi đi liếc mắt nhìn Hồ Phi một cái. Thật sự là một vị kỳ nhân a. À. Dương Phàm tiễn đông phương dược sư ra khỏi y quán, không khỏi thầm than nói, nếu chỉ luận học vấn y đạo, đông phương dược sư này quả thực sâu không lường được, thậm chí so với độc vương, dược vương còn cao hơn một bậc nhưng từ đầu chí cuối đông phương dược sư đều lấy thân phận phạm nhân hành tẩu thế gian trên người có một cổ khí phàm trần nồng đậm kỳ nhân không phải là một lão già hỏng bét sao hồ phi biểu môi dương phàm lại nhìn về phương hướng đông phương dược sư rời đi không khỏi khẽ ta một tiếng đông phương dược sư không thấy có lẽ là bị bóng đêm bao phủ dương phàm triển khai toàn tri cảm quan bao phủ toàn bộ vụ liễu trấn vẫn không thấy làm sao có thể? Dương Phạm Châu mày vội vàng phóng thích thần thức trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm dặm cả khu vực đều ngưng trệ một cổ áp lực vô hình. Vẫn như trước, không thấy bóng dáng. Dương Phạm sắc mặt đại biến hít sâu một hơi. Hồn căng dung nhập đại địa, trong khoảnh khắc nhau du một vùng đại địa. Chỉ cần trong phạm vi trăm dặm. Đông Phương Dược Sư còn đạp chân trên đại địa cho dù thuật ấn nặc của lão mạnh đến mấy đi nữa cùng tuyệt đối không tránh được cảm quan của Dương Phạm thật lâu sau thân thể dương phạm cứng ngắc lưng toát mồ hôi lạnh, thần sắc hoảng sợ. Cuối cùng hắn vẫn không tìm được bóng dáng đông phương dược sư. Hồ Phi cùng cảm giác được cái gì, triển khai thần thức bao phủ phạm vi bảy, tám mươi dặm. Không thấy. Hồ Phi cả kinh thất sắc. Cho dù là nguyên anh đại tu sĩ cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Dưới hóa thần hẳn là không ai có thể tránh thoát khỏi cảm quan của ta càng không có thể chỉ trong thời gian chớp mắt liền mất tích. Dương Phạm hít sâu một ngụm khí lạnh thậm chí kinh hãi hồi lâu. Chẳng lẽ? Lão là hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Hồ Phi hồi hộp nói. Hóa thần kỳ? Có khả năng này. Dương Phạm gật đầu. Chợt nghi hoặc nói, chỉ là trong gần 10 vạn năm trở lại đây. Bắc Tần chưa từng nghe nói có ai tấn chức hóa thần kỳ. Thiên cầm nội hải, Đại Tần Vương Triều còn có khả năng này. Chỉ luận phẩm chất cùng mật độ linh khí, thiên cầm nội hải gấp đôi bắc tần văn minh tu tiên của bắc tần không bằng nội hải cũng là có đạo lý ngư dương quốc trong một vùng núi non liên miên trùng điệp nơi đây mấy trăm dặm đều vắng dấu chân người ở một tòa đại điện hùng hồn sừng sững trong một thung lũng sâu thẳm vút một quan ảnh màu đen từ phía chân trời xẹt qua dãy núi hạ xuống thung lũng hỏa tốc tiến vào đại điện đại ca tam muội đã chết huynh nhất định phải báo thù cho nàng một giọng nam tử lộ vẻ gấp gáp truyền ra hồn bài của nàng đã diệt đại ca đương nhiên biết nàng đã chết một giọng nói lạnh băng bá đạo truyền đến nàng bị dương phạm giết chết làm sao ngài biết thanh âm nam tử có chút bất ngờ hừ nhạc lôi bổn tọa còn không hỏi ngươi rốt cục hành động như thế nào tam muội đã chết ngươi lại bình yên trở về giọng lạnh băng bá đạo lộ vẻ tức giận tông chủ ta cũng không nghĩ tới dương phàm kia lại đáng sợ như vậy chờ khi ta tới thân thể sư muội đã bị hủy nguyên anh bị bắt thanh âm nam tử có chút sợ hãi ngươi kể lại đầu đuôi sự việc một lần giọng lạnh băng bá đạo nói dựa theo ý tứ tam muội nàng trà trộn vào ám huyết đại hội đình khống chế dương phàm trợ giúp vệ thiên quân vương đoạt quyền ta thì ẩn núp ở quỷ thi sơn một là chiếu ứng. Hai là chờ sau khi đại hội kết thúc phục kích dương phàm. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Ám huyết đại hội vừa mới bắt đầu. Dương phàm kia lập tức trở mặt không chút phân rõ phải trái. Phát động thủ đoạn lôi đình. Nam tử nói lại một lần mọi chuyện xảy ra. Nói như thế kế hoạch các ngươi cũng không sai lầm. Tam mùi tư duy linh mẫn am hiểu nội ứng và đấu trí. Duy nhất sai lắm là chúng ta đánh giá sai Dương Phạm. Người này làm việc như lôi đình, đối mặt cùng bậc nguyên anh đều dám lập tức triển khai giết chóc. Giọng lạnh băng bá đạo dịu đi một chút. Ngươi đã cùng giao thủ với Dương Phạm đánh giá thực lực hắn một chút. Đơn đã độc đấu hắn đè ta một bậc, pháp bảo cùng ác chủ bài trong tay tận tận bất tận hơn nữa cực kỳ âm hiểm. Lúc nam tử nói đến hai chữ tâm hiểm gằn giọng rất nặng. Ta thiếu chút nữa liền hắn nói tiếp, ngã xuống đương trường. Trực giác nói cho ta biết không thể tiếp tục dằn co nếu không khẳng định sẽ chịu thiệt, cho nên cuối cùng ta chạy trốn. Nói như vậy, thực lực dương phàm này cùng ta sàng sàng như nhau. Giọng lạnh băng bá đạo truyền đến. Hẳn là tám lạng nửa cân, cho dù đại ca có mấy sát thủ giảng nhưng muốn giết chết hắn chỉ sợ rất khó. Ô, bởi vì lực phòng ngự người này quá mạnh mẽ, lực lượng cuồn cuộn không ngừng muốn giết chết hắn ít nhất cần năm sáu cường giả nguyên anh trở lên hoặc là có đại tu sĩ đích thân ra tay nam tử giải thích năm sáu bậc cao nguyên anh ngươi cũng quá đề cao người này rồi giọng lạnh băng bá đạo cười lạnh nói giỏi mắt toàn bộ ngư dương quốc số lượng bậc cao nguyên anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đại ca dương phàm kiêu ngạo như vậy chúng ta phải đối phó hắn như thế nào không bằng liên thủ không được giọng lạnh băng bá đạo nói như đinh đóng cột thế cân bằng ngư dương quốc hiện tại còn không thể phá dương phàm nếu có thực lực như vậy chúng ta lại càng không thể hành động thiếu suy nghĩ giọng lạnh băng bá đạo nói nhưng dương phàm kia không phải người lương thiện chúng ta không đối phó hắn chỉ sợ hắn sẽ câm miệng ngu xuẩn đầu của ngươi có phải là bị lừa đá hay không dương phàm kia trở về bắc tần ngay cả căn cơ đều chưa ổn một tam u lão ma đủ cho hắn nhức đầu sao dám tự tiện chủ động xuất kích với chúng ta giọng lạnh băng bá đạo gần như rít gào nói sau mấy ngày trên một ngọn núi lớn màu đen ma khí cuồn cuộn ma dương tông trong đại điện màu vàng lợt báo tông chủ theo tin tức tin cậy nguyên anh trưởng lão tử lăng của tam ma môn bị dương phàm giết chết ở quỷ thi sơn một bóng đen quỳ trên mặt đất ở trước mặt hắn một bóng người cao lớn mặt trường bào màu đen sẫm hai tay chấp sau lưng mắt nhìn bầu trời hỏi bị giết khi nào vừa mới nhận được tin tức hẳn là một tháng trước bóng đen phủ phục mặt đất có chút khẩn trương nói chi tiết cụ thể tình huống cụ thể không rõ ràng lắm bởi vì toàn bộ nội ứng ẩn núp ở cao tầng ám huyết vương triều đều bị thanh trừ trong khoảng thời gian này ám huyết vương triều đang tiến hành thay máu tuy nhiên nghe nói lúc ấy Tam Ma Môn có hai vị trưởng lão Nguyên Anh đều ở quỷ thi sơn. Một chết một chạy, xuống đi. Tiếp tục chú ý tất cả hành động của Dương Phạm hoặc Thạch Thiên Hàn. Lão già dưới trường bào đen chậm rãi nâng một bàn tay, hiện lên một đoàn ma diễm u ám nơi trung tâm ma diễm lóe lên ba vệt u quan. Thình thịch. Thình thịch. Tam u ma diễm đại thành, tới gần viên mãn. Nếu có thể lại tăng một bước tấn chức tứ u, đủ quét ngang bắt tần. Trong con ngươi thâm thúy của hắn đột nhiên bốc cháy ngọn lửa giả tâm. Dương Phạm A à Dương Phạm. Không nghĩ tới thực lục của ngươi so với dự đoán của ta càng đáng sợ. 30 năm gần đây, ngươi rốt cục đi nơi nào? Tuy nhiên như vậy càng tốt. Để cho chúng ta chơi đùa cho tốt trong giọng nói tự tin của lão già giống như khẳng định mình là người thắng cuối cùng của trò chơi này. Chương 462, Bia Đá Tiên Hồng Dương Phạm ở lại vụ liễu trấn nghỉ ngơi nửa tháng, liền chuẩn bị đi dược tiên cốc. Thế nhưng Hồ Phi khuyên can mãi cũng muốn cùng đi theo. Người mới vào Nguyên Anh ít nhất cần thời gian 2 năm củng cố cảnh giới. Dương Phạm Châu mày. Dương lão đại ngươi đi dược tiên cốc, không phải muốn đi ngang thanh Giang hà sao? Lão yêu kia nói nếu như thằng cấp Nguyên Anh ta đi gặp hắn, hồ phi vẫn không kiềm chế được cho nên cũng tìm được một lý do lão yêu dương phàm nao nao ngươi nói là lão yêu thần bí đã từng cho ngươi tiến vào cửu u bí cảnh khi đó sau khi đoàn người bọn người tiến vào cửu u bí cảnh cửa vào bị ba đại nguyên anh bậc cao trông coi tuy rằng hồ phi đã đến nhưng đã quá thời gian may mắn có lão yêu thần bí lên tiếng để mấy đại nguyên anh bậc cao ngư dương quốc gật đầu phá lệ cho hắn đi vào đúng vậy chính là hắn Hồ Phi hưng phấn nói, sau khi ngươi rời đi mấy chục năm hắn còn tới gặp ta. Được rồi, dù sao cũng tiện đường. Dương Phạm rốt cuộc đáp ứng. Nửa ngày sau rốt cuộc hai người từ vụ liễu trấn chạy tới lưu vực Thanh Giang Hà. Có lẽ là một loại cảm quan dẫn đường. Dương Phạm đi tới Tú Ngọc Cát. Quy mô phường thì Tú Ngọc Cát ở trong mấy ngàn dặm này cũng không nhỏ gần với ngũ bàn sơn. Dương Phạm nhớ kỹ. Mấy chục năm trước, ba người viên lão đại, Lý Nguyệt Sương. Hoàng Vũ trên thiên hành chu xây dựng lầu các giao dịch ở đây. Đi tới xem. Dương Phạm mang theo một tia hoài niệm bay tới bầu trời tú ngọc cát. Mở ra thần thức bao phủ toàn bộ phạm vi mấy chục dặm. So sánh với mấy chục năm trước, tú ngọc cát ngày càng phát triển phồn hoa, mặc dù không có nguyên anh bậc cao cùng kim đang đại tu sĩ nhưng cũng có hai gã kim đang bậc cao. Thần thức Dương Phạm nhanh chóng dừng lại trên một lầu cát. Bản hiệu lầu các có ba chữ thiên hành các đó chính là lầu các cửa hàng ba huynh đệ thiên hành chu mở ra xuyên thấu qua lầu các ba tầng dương phàm thấy được viên lão đại tóc trắng xóa cùng với lý nguyệt sương tuổi xuân đã qua và hoàng vũ tuổi trung niên tu vi viên lão đại ước chừng ngưng thần hậu kỳ lý nguyệt sương cùng hoàng vũ đều đạt tới ngưng thần trung kỳ có ba tu sĩ ngưng thần kỳ ở đây tọa trấn cũng miễn cưỡng đủ rồi huống hồ năm đó dương phàm chấn nhiếp tú ngọc các dư uy còn đó xuống xem thử dương phàm khẽ thở dài vù vù hai người rơi xuống từ trên cao tốc độ nhanh như mị ảnh dương phàm ẩn nấp khí tức không nhìn ra sâu cạn còn hồ phi chỉ có thể thu phát lực lượng thoải mái nhưng khó có thể hoàn toàn khống chế được khí tức Lúc khí tức Nguyên Anh kỳ cường đại hiển lộ ra tu sĩ gần đó không khỏi kinh hãi mỗi người lộ ra vẻ kính sợ hai người đi vào thiên hành các liền đụng mặt với Lý Nguyệt Sương cùng Hoàng Vũ. Ngươi! Lý Nguyệt Sương ngẩn ra, nàng đã qua tuổi xuân thì sắc mặt phức tạp khó hiểu trước tiên là mừng rỡ lại chợt ảm đạm tối tâm. Hoàng Vũ ngay người sững sờ nhìn Dương Phàm Khuôn mặt hiện ra trước mắt hai người, mặc dù xa cách 30 năm vẫn còn quen thuộc như vậy. Phản phất như bằng hữu cũ vừa gặp mấy ngày trước. Sau đó hai người Lý Nguyệt Sương cảm nhận được thiếu niên xấu xí bên cạnh Dương Phạm phóng ra khí tức kinh khủng. Đây nghiễm nhiên là khí tức tu sĩ bậc cao, còn muốn đáng sợ hơn mấy lần bậc cao kim đang tú ngọc cát. Hoàng Vũ cùng Lý Nguyệt Sương liền cảm thấy khó chịu bất an dùng ánh mắt kính sợ nhìn Hồ Phi. Không cần sợ hắn là bằng hữu của ta. Dương Phạm mỉm cười, đi lên ngồi xem, gặp viên lão. Vân vân. Hoàng Vũ được sủng mà kinh gật đầu dẫn hai người đi lên hắn lại không biết rằng tin tức tú ngọc các có nguyên anh bậc cao đích thân tới chỉ trong nửa khắc đã không cánh mà bay truyền tới cao tầng đi tới lầu ba thiên hành các dương phàm gặp được viên lão lão già tóc trắng xóa này sau khi nhìn thấy dương phàm run rẩy đứng lên kích động khó hiểu tuy nhiên khi lão cảm nhận được khí tức hồ phi ở bên cạnh dương phàm không khỏi hít một hơi lạnh nguyên anh bậc cao bằng kinh nghiệm từng trải trăm năm của lão chút năng lực phán đoán đó vẫn phải có ánh mắt viên lão nhìn về phía dương phàm ngày càng phức tạp lão có thể thấy được lúc hồ phi cùng dương phàm đứng chung một chỗ thân phận địa vị là bình đẳng thậm chí hai người hành động còn là lấy dương phàm làm chính hồ phi bên cạnh một bộ nói gì nghe nấy có thể tưởng tượng hiện giờ dương phàm đã đạt đến độ cao cỡ nào mời ngồi hai vị mời ngồi viên lão vội và đứng dậy nhường chỗ ngồi viên lão không cần khách khí ta thuận tiện đi ngang qua đây một lúc sẽ đi Dương Phàm mỉm cười tùy tiện ngồi xuống, Hồ Phi dứt khoát hai tay chống nạnh đứng ở bên cạnh hắn lười ngồi. A à, bọn người viên lão thấp thỏm lo âu không dám ngồi xuống. Ngay cả Nguyên Anh bậc cao cũng đứng bọn họ làm sao dám ngồi. Cũng không phải là Hồ Phi cố ý làm khó mà hắn trời sinh hiếu động tính cách nóng nảy, ngồi xuống liền không chịu được. Huống hồ trước kia ở Kinh Đô, lúc làm cận vệ cho Dương Phạm cũng vẫn thường như thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phạm cười khổ không thôi nói với Hồ Phi, ngươi cũng ngồi xuống đi. Hồ Phi biểu môi vẻ mặt không tình nguyện ngồi xuống. Thấy Hồ Phi Nguyên Anh bậc cao này ngồi xuống rồi, mấy người viên lão mới dám ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Cuộc đời này tiểu lão nhi may mắn lại có cơ hội nhìn thấy Nguyên Anh bậc cao. Viên lão sụt sịt cảm thán trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, kích động. Mấy người đang ở trong lầu cát, tùy tiện nói chuyện phím một hồi. Đúng lúc này, ở ngoài thiên hành các truyền đến hai đạo khí tức bậc cao. Vãn bối tần bá, tường nhạc, cầu kiến tiền bối. Hai gã kim đang bậc cao ở ngoài, đứng ở bên ngoài thiên hành các không mình hành lễ nói nếu như bình thường thiên hành các này bọn họ muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ không dám vượt quá giới hạn. Dương Dược Sư bọn họ là kim đang bậc cao hai đại thế lực tọa trấn tú ngọc Cát. Hoàng Vũ có chút khẩn trương nói kim đang bật cao. Hồ Phi nhếch miệng, không gặp cúc cho ta. Vừa dứt lời một cổ áp lực đáng sợ như thiên uy phủ xuống ngoài thiên hành các. Hai đại kim đang bật cao bị dọa hồn phi phách tán lập tức thư dạ, vâng, vâng. Thư dịp tiền bối trên lầu còn chưa phát uy, bọn họ thức thời lập tức bỏ chạy, cũng không dám có một chút bất mãn đối nghịch gì. Trên lầu ba thiên hành các viên lão, Hoàng Vũ, Lý Nguyệt Sương ba người hai mặt nhìn nhau trong lòng thấp thỏm hai gã kim đang cường giả ở tú ngọc các này ngày thường cao cao tại thượng lại bị một câu nói đuổi đi lại còn rất cung kính sau đó trong quá trình trò chuyện bọn người viên lão lo lo sợ sợ hết sức cung kính dương phàm thầm thở dài một hơi có chút thất vọng trước mặt vách ngăn thân phận quá lớn bằng hữu khi đó còn có thể bình dị gần gũi lại trở nên xa lạ như vậy nghĩ tới đây hắn liền đứng dậy cáo từ chỗ này có một chút linh đang bao gồm ba viên trúc cơ đang bây giờ tặng cho các người dương phàm vung ống tay áo máy bình linh đang bay tới trước mặt viên lão tiếp đó hắn thở dài một tiếng ngày sau sợ rằng rất ít có cơ hội tới đây mấy người viên lão vội vàng cảm tạ tất cung tất kính dương phàm càng thêm thất vọng cảm nhận được chân chính càng cao càng cô độc chúng ta đi thôi dương phàm nói với hồ phi một tiếng hai người liền chuẩn bị rời đi Dương Dược Sư, xin chờ một chút. Viên lão lệ nóng doanh trồng, đột nhiên gọi Dương Phạm. Viên lão còn có gì muốn nói? Dương Phạm hỏi. Cảm tạ Dương Dược Sư ân tái tạo nếu không có ngài sẽ không có ba huynh để sót lại trên thiên hành chu chúng ta ngày hôm nay. Viên lão lệ già ngang dọc. Nói, lẽ nào Dược Sư ngài đã quên ngài là một trong cổ đông thiên hành các này? Năm phần lợi nhuận nơi đây. Đều thuộc về ngài. Dương Phạm thân người cứng lại. Lúc này hắn mới nhớ tới chuyện năm đó khi đó mình hỗ trợ Thiên Hành các giải trường nguy nan, ba người Viên lão liền nhường lại năm phần lợi nhuận. Từ một trình độ nào đó mà nói, Dương Phạm là ông chủ lớn nhất Thiên Hành các này. Viên lão run rẩy lấy ra một túi trữ vật, đưa cho Dương Phạm, linh thạch này đều thuộc về Dương dược sư. Dương Phạm tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua phát hiện bên trong lại có mấy vạn linh thạch đây chính là chia phân nửa phần lợi nhuận thiên hành các trong 30 năm qua. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi thâm ý liếc nhìn viên lão gật đầu nói, được. Người có tâm này, Dương Mộ an ủi không ít. Về phần linh thạch trong túi trữ vật này. Dương Phàm trầm ngâm nói, năm phần lợi nhuận thuộc về ta vĩnh viễn đặt lại thiên hành các. Dương Dược Sư có ý là, chỉ cần phần chia phân nửa lợi nhuận này còn đó. Dương Mổ liền vĩnh viễn sẽ là cổ đông thiên hành các. Dương Phạm ý vị sâu xa nói. Có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua phần linh thạch này sẽ càng tích lũy càng nhiều. Hiện giờ là mấy vạn linh thạch, tiếp qua mấy chục mấy trăm năm. Có thể tăng lên mấy chục vạn thậm chí càng nhiều hơn. Đến lúc đó năm phần chia lợi nhuận này sẽ là một con số khủng bố. Được. Năm phần chia lợi nhuận này, thiên hành các đời đời bảo tồn cho dương dược sư đời đời truyền thừa nó. Viên lão vẽ mặt chân thành nói. Nếu như có một ngày nào đó khi đời sau thiên hành các không chịu nổi linh thạch kết xù này dụ hoặc. Như vậy, quan hệ cổ đông của Dương Mổ cùng thiên hành các sẽ tự động giải trừ. Dương phàm cưỡi khẽ sau đó bay tới trước cửa thiên hành các. Bỗng nhiên, hắn vung tay lên trước người xuất hiện một tấm bia đá màu đen sau đó đưa vào linh khí vỗ xuống mặt đất. Âm phốc. Tấm bia đá màu đen nhập sâu mấy thước vào tầng đất. Sau đó, Dương phàm bấm tay không nhẹ nhàng vẽ lên. Trên tấm bia đá lóe ra quang mang xanh lục lộ ra hai chữ cổ truyện hàm ý vô cùng, tiên hồng. Tấm bia đá này được trót vào một chút tinh nguyên bản mạng cùng dấu vết linh hồn. Khắc xong hai chữ này, Dương Phạm cùng Hồ Phi nhẹ nhàng rời đi, lưu lại ba người viên lão sững sờ. Mấy trăm năm về sau khối bia đá màu đen này vẫn đứng vững ở thiên hành cát. Chỉ cần nó còn đó một ngày, sẽ không có người dám tới phạm cho nên thiên hành cát dần dần phồn vinh hưng thịnh thiên hành các đời đời tương truyền, coi tấm bia như thần thủ hộ. Đồng thời truyền thuyết điển cố về tấm bia đá màu đen này dẫn tới rất nhiều người tu tiên đến tham quan. Thậm chí, rất nhiều năm sau thời điểm có tấm bia đá khắc hai chữ tiên hồng trở thành thời điểm lịch sử tú ngọc cát, về sau này, ngay cả phường thị cũng dứt khoát đổi tên thành tiên hồng phường thị. Đương nhiên, những chuyện này đều là về sau tạm thời không đề cập tới. Nói tiếp, dương phàm cùng hồ phi rời khỏi phường thì tú ngọc Các liền bay đi sâu trong thanh giang hà hai canh giờ sau rốt cuộc hai người bay đến một đoạn sông lớn khu vực hoang vu vắng người chúng ta làm sao mới có thể thấy được lão yêu như ngươi nói dương phàm dừng lại hỏi chuyện này dễ thôi hồ phi cười hắc hắc trong táp xuất hiện một chiếc ngọc phù màu làm rót vào linh khí bắn vào trong thanh giang hà ao 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 bỗng nhiên thanh giang hà dâng lên sóng to gió lớn nước sông cuồn cuộn dân trào tới bên này. Ngay lúc đó, từ trong nước sông hiện ra một người nước khổng lồ phóng ra UV áp kinh thế, khiến cho thiên địa biến sắc. Ha ha ha! Rốt cuộc các ngươi tới rồi. Người nước khổng lồ cất tiếng, quanh quẩn hùng hồn giữa rừng núi, giờ phút này thanh gian Hà Nội sống phập phòng, kinh thế hải tục. Dương 463, dòng máu cấm kỵ Người nước khổng lồ dùng thế kinh thiên động địa cách xa 30 năm lại xuất hiện lần nữa Hai người dương phạm nhất thời thừa nhận áp lực không thể tưởng tượng Cổ quy áp này giống như oai lực thiên địa liên kết chặt chẽ với thanh giang hạ dài mấy ngàn dặm này không ai có thể chống lại được Với trình độ dương phạm hôm nay, đã có thể nhìn ra người nước khổng lồ này chẳng qua là do nước sông ngưng tụ thành bọn họ phải đối mặt với uy áp chính là từ con sông dài xa xưa dưới chân hai vị đi theo ta người nước khổng lồ ầm một tiếng hóa thành một mảnh nước sông sau đó lại ngưng tụ thành một con cá nóc rất sống động dài đến cả trượng đây là một loại thủ đoạn cùng loại với linh khí hóa hình chẳng qua vật dẫn hóa thành vật thật không phải là linh khí mà là nước sông dương phàm bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn phát hiện nước sông ngưng tụ thành con cá nóc này không chỉ hình dáng lại còn có thần vận linh tính không biết năng lực thế nào. Làm phiền. Dương Phàm cười khẽ thân hình soạt một tiếng bay lên trên cá nóc sau đó khoanh chân ngồi xuống, thái độ ung dung tự nhiên. Ô! Còn có như vậy sao? Hồ Phi hơi sững sờ, thân hình chợt lóe cũng bước lên trên con cá nóc. Hai vị ngồi ổn. Con cá nóc mỉm cười sau đó bỗng nhiên tăng tốc chìm vào nước sâu hai người dương phàm cùng hồ phi được một tầng quan mang màu lam bao phủ không bị dòng nước ảnh hưởng tốc độ cá nóc rất nhanh ở trong nước càng là cá vào trong nước dương phàm mở ra cảm quan yên lặng cảm ngộ con cá nóc do nước hóa thành con cá nóc này dường như được giao cho gì đó trở thành một loại tồn tại tiếp cận sinh mệnh trí tuệ nếu như ta có thể hiểu được áo nghĩa trong đó cảnh giới ngưng khí hóa hình có thể lại tăng lên một tầng dương phàm yên tĩnh cảm ngộ dùng thủ đoạn ngưng khí hóa hình trong tiên hồng quyết làm cơ sở cũng có thể bắt chước ra các loại sinh linh dùng phong cách và thế tương ứng phát ra công kích. Thế nhưng, sinh linh do hắn bắt chước chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn càng thêm không có khả năng giống như con cá nóc này, giống như có trí tuệ của mình có thể sinh tồn thời gian dài. Nghĩ đến đó, Dương Phàm càng thêm hiếu kỳ lão yêu trong miệng Hồ Phi. Đã từng nghe viên lão đại nói truyền thuyết trong thanh gian hà này có một vị yêu vương thần bí thực lực sâu không thể lường. Đồng thời, theo tin tức hắn biết được từ ám huyết vương triều, mỗi lúc cửu u bí cảnh mở ra, ngư dương quốc đều sẽ có mấy đại nguyên anh cùng xuất hiện đại chiến với yêu vương thanh giang hà thần bí. Lần đại chiến trước tam u lão ma cùng thanh hư tán nhân hai đại nguyên anh cùng chiến yêu vương thần bí. Kết quả cuối cùng dường như ngang tay kết thúc. Tìm hành nửa canh giờ. Tiến vào sâu trong thanh giang hà phía dưới đột nhiên rộng rãi, mơ hồ có thể thấy được màu lam nhu hòa không bao lâu sau một phủ đệ có lam quan mờ ảo bao quanh xuất hiện trước mắt hai người cá nóc xuyên qua cửa phủ liền hóa thành dòng nước biến mất không thấy hoan nghênh hai vị đã tới hà uyên đình làm khách người nói là một lão già trường bào màu xanh lam mặt mũi hiền lành vẻ mặt ý cười bên cạnh còn có một lão già trên đầu có hai sừng diện mạo dữ tợn xấu xí lão già áo làm này dương phàm không nhìn ra sâu cạn cảm giác đối phương hòa hợp một thể với nước sông xung quanh về phần lão già trên đầu có hai sừng mặt đầy nếp nhăn xem khí tức đúng là yêu tu hóa hình trung kỳ. Tại hạ Dương Phạm ra mắt tiền bối. Dương Phạm hành lễ nói. Lão yêu, chúng ta lại gặp mặt. Hồ Phi cười hắc hắc chả tới gần yêu tu có hai sừng kia. Lão già hai sừng mỉm cười giới thiệu, ta là lão yêu, vị này chính là Hà Lạc Đại Nhân. Trải qua một lượt giới thiệu. Hà Lạc lão già áo lam dẫn mấy người vào phòng khách trong phủ. Ở bên ngoài động phủ này, bề ngoài dường như xa hoa thế nhưng sau khi đi vào mới phát hiện. Kỳ thật bố cục bên trong đều rất đơn giản. Mấy người ngồi xuống. Khách sáo vài câu. Dương Phạm Hiếu kỳ hỏi, "Xin hỏi hai vị, ai mới là Yêu Vương Thanh Giang Hà?" Lão Yêu cùng Hà Lạc nhìn nhau cười vẫn là lão Yêu lên tiếng, "Chủ nhân Thanh Giang Hà là Hà Lạc, còn Yêu Vương Thanh Giang Hà như các người nói là ta." Vậy xin hỏi hai vị 30 năm trước Dương Mổ đi qua Thanh Giang Hà, dùng nước sông ngưng tụ người khổng lồ nói tiếng người, là vị nào? Ánh mắt Dương phàm đảo qua hai người, nhanh chóng dừng lại trên người lão già tóc xanh Hà Lạc. Hà Lạc vuốt trâu lại cười nói, người đoán không sai người kia chính là ta. Hai vị đạo hữu đều không tầm thường, tìm lực vô hạn. Hôm nay có thể làm khách Hà Uyên Đình làm vẻ vang cho kẻ hèn này. Hà Lạc sắc mặt hiền hòa tính cách cũng rất ôn hòa, ngôn ngữ bình dị gần gũi. Dương Phạm nhanh chóng trò chuyện với Hà Lạc còn lão yêu lại nói chuyện với Hồ Phi. Trải qua một phen trò chuyện, Dương Phạm phát hiện Hà Lạc thông sư hiểu nay, hết sức rõ ràng rất nhiều bí ẩn. Hà Lạc tiền bối ngài có nghe nói qua truyền thuyết chí bảo long khí hay không? Dương Phạm dò hỏi. Ngươi nói là cừu ngũ chí bảo long khí chế tạo ở thời kỳ tiên tần. Ha ha vật ấy đại danh lừng lẫy thời thượng cổ, lão hủ đương nhiên biết tới. Hà Lạc vẽ mặt ý cười. Cửu ngũ chí bảo long khí mấy đời luyện khí tông sư thời kỳ tiên tần thu lấy vô số tài liệu đỉnh cấp trong thiên địa thậm chí dùng tài liệu từ thân chân long. Chí bảo long khí này, ngoài trừ có uy thần thông khó mà tin nổi ra, còn có một loại tác dụng càng đặc thù đó là trấn áp số mệnh. Trấn áp số mệnh. Dương Phạm lộ vẻ kinh dị. Hắn lần đầu nghe người ta đề cập tới danh từ này. Đúng vậy, Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí cùng một nhịp thở với số mệnh toàn đông thắng đại lục. Khi đó đúc chúng nó là vì tiên tần cố quốc đời đời hưng thịnh. So sánh lại bản thân Chí Bảo Long Khí linh bảo truyền thừa uy lực thần thông, ngược lại là thứ yếu. Hà Lạc than thở. Dương Phàm nghe lời này, không khỏi liếu lưỡi. Thần thông uy lực của Chí Bảo Long Khí ngược lại không phải chỗ trọng yếu nhất. Bảo vật như linh bảo truyền thừa hạng người nguyên anh bình thường thấy được có người nào không đỏ mắt động tâm. Có liên quan tới Chí Bảo Long Khí. Đông Thắng Đại Lục vẫn có hai truyền thuyết. Truyền thuyết thứ nhất là chỉ cần tụ tập đủ Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí có thể sửa lại số mệnh đại lục. Nếu có thể gia tăng đại số mệnh lên thân mình, mặc dù là người bình thường cũng có thể thành tựu đại đạo. Hà Lạc giọng nói dần dần trở nên mờ mịt thậm chí lộ ra vài phần hướng tới còn truyền thuyết thứ hai thì sao? Dương Phàm đột nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu với chí bảo long khí. Truyền thuyết thứ hai là một khi tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí, có thể mở ra bảo tàng thời kỳ tiên tần cố quốc đồng thời có thể vạch trần nguyên nhân tiên tần cố quốc diệt vong. Bảo tàng tiên tần. Dương Phàm không khỏi tim đập thình thịch. Thời kỳ tiên tần cố quốc đừng nói là tu sĩ bậc cao ngay cả tu sĩ đỉnh cấp trong truyền thuyết hôm nay cũng có rất nhiều khi đó tiên tần thống nhất đại lục vô biên hàng tỷ dặm cường thịnh cỡ nào. Vì vậy, chỉ là mấy chữ tiên tần bảo tàng cũng đủ cho bất kỳ một đại thần thông trong giới này động tâm. Nghe nói chỉ có người thân có chân long khí hoặc mang huyết mạch hoàng tộc tiên tần mới có thể phát huy uy lực chí bảo long khí. Dương Phạm hỏi. Lời này hẳn có chút đạo lý bởi vì chí bảo long khí là chế tạo định thân cho hoàng tộc tiên tần còn có tài liệu luyện chế chí bảo long khí có rất nhiều tài liệu trên thân chân long cho nên có mang chân long khí sẽ có thể phát huy uy lực lớn nhất chẳng qua nếu được chí bảo long khí thừa nhận có thể luyện hóa nó cần người mang dòng máu hoàng tộc tiên tần hoặc là thuộc tính vừa hợp thu được máu hoàng tộc tiên tần đồng dạng có thể luyện hóa thành công hà lạc như đang lẩm bẩm nghe đến đó trong lòng dương phàm liền thông suốt sáng tỏ rốt cuộc tìm được phương pháp có thể luyện hóa chí bảo long khí thuộc tính vừa hợp hắn đã làm được rồi hiện giờ còn thiếu chính là dòng máu hoàng tộc tiên tần dương đạo hữu làm sao lại cảm thấy hứng thú với chí bảo long khí hà lạc hiếu kỳ hỏi bởi vì dương mổ ở bên trong nội hải từng nghe một yêu tu hóa hình nói bản thể của nàng là đặng linh xà dương phàm bình thản như không nói lặng lại chuyển dời đề tài nội hải đằng linh xà quả nhiên hà lạc nghe đến ánh mắt liền sáng lên nội hải ta cũng nghe nói qua đằng linh xà là thần thú hiếm thế giới này có thần thông không gian vì vậy dương phàm liền đề cập một đoạn mạo hiểm từng trải qua ở nội hải hà lạc nghe hứng thú cảm thán nói không ngờ dương đạo hữu còn ít tuổi đã từng trải phong phú như vậy sau đó hắn lại hỏi dương phàm các loại tình huống trong nội hải đến khi Hà Lạc nghe được các bí ẩn trong nội hải như tiên khí thượng giới, linh châu truyền thừa, thiên lan điện, đại hải nan, càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi, thật hâm mộ đạo hữu có thể đi vào vùng đất thượng cổ này, chỉ tiếc lão hữu không có cơ hội này. Hà Lạc nói dứt lời. Vẻ mặt hâm mộ, ở bên cạnh lão yêu cùng Hồ Phi nói chuyện rất ăn ý Hà Lạc nói cho Dương Phàm bằng hữu của ngươi, trong cơ thể chảy dòng máu cấm kỵ. Dòng máu cấm kỵ. Dương Phạm khẽ kinh hãi lão yêu quay đầu vẻ mặt ngưng trọng nói trong cơ thể đồng thời cùng tồn tại huyết mạch nhân loại và yêu tộc a à, dương phàm khiếp sợ sửng sốt ngay người chớp mắt ánh mắt quay sang hồ phi bộ dạng khó có thể tin được đồng thời chảy huyết mạch nhân loại cùng yêu tộc chuyện này cũng quá rợn người đi chứ theo dương phàm biết con cháu do nhân loại cùng yêu tộc sinh ra sẽ bị hai tộc vứt bỏ lạnh nhạt thậm chí dùng danh nghĩa ngoại tộc bị đem đi thiêu chết Tình cảm giữa nhân loại cùng yêu tộc cũng bị coi là cấm kỵ, không thể tha thứ. Dương lão đại ngươi sẽ không coi thường ta chứ? Hồ Phi có chút khẩn trương. Dương phàm buồn cười vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn nói, mặc kệ ngươi có thân phận gì, là người cũng được là yêu cũng được vẫn là bằng hữu của ta. Hồ Phi nghe vậy, không khỏi cảm động, ánh mắt có chút ước ác, lão yêu sắc mặt vui mừng nói, Hồ Phi có bằng hữu nhân tộc như ngươi ta an tâm rồi sau đó trong mắt lão bắn ra thù hận lạnh lùng nói ta cùng hắn trong cơ thể đồng thời chảy xuôi huyết mạch nhân loại cùng yêu tộc trước khi hóa hình vẫn bị yêu tộc truy sát lão yêu lại nhìn về phía hồ phi chỉ là thể chất hồ phi rất đặc biệt hắn sau khi hóa hình còn không thể chân chính chuyển hóa thành thể chất yêu tộc hay nhân loại có thể hai người phụ mẫu hắn đều có huyết mạch cực kỳ cường đại dương phàm gật đầu hắn phát hiện lão yêu hiện giờ hoàn toàn là hình thái yêu tộc tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện chút khác biệt. Nhưng mà, Dương Phạm cũng không thể đánh giá được. Người có dòng máu cấm kỵ rốt cuộc sẽ phát triển trên con đường nào? Đồng thời trong cơ thể Hồ Phi còn có lực lượng cấm kỵ, càng làm Dương Phạm cảm giác bí ẩn thân thế Hồ Phi chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chương 464, Thạch Hóa, hai người dương phạm ở lại Hà Uyên Đình hai ngày, rốt cuộc quyết định cáo từ. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, vung tay lên trước người xuất hiện hai băng quan thủy tinh. Trong hai băng quan thủy tinh phân biệt là một nam tử trung niên cùng một nữ tử tư sắc bình thường. Bộ dạng nam tử trung niên có bảy phần tương tự dương phạm chính là ám thiên quân vương. Dương thiên. Người sau là một nữ tử bình thường, chính là tỷ tỷ thương vân. Người có ý gì? Hà Lạc khó hiểu hỏi. Dương Phạm đáp, hai người này đều đã chết mấy chục năm nhưng thi thể đều bảo tồn tốt. Xin hỏi Hà Lạc tiền bối có biện pháp nào làm bọn họ sống lại? Hà Lạc thông sư hiểu nay gần như không gì không biết. Dương Phạm liền thỉnh giáo lão chuyện này. Sống lại. Hà Lạc nhướng mày lên lộ vẻ kinh ngạc tiếp đó thần sắc lại ngưng trọng. Chẳng hay có hy vọng gì không? Dương Phạm có chút chờ mong, ngữ khí thoáng gấp gáp, ở giai đoạn hiện giờ hắn thật sự bất lực với hồi hồn thuật có thể thăng cấp trình tự càng cao hơn còn có cơ hội thi triển nhưng tỷ lệ thành công sợ rằng rất thấp dương phàm tĩnh tu ở vụ liễu trấn mấy ngày từng tìm hiểu hồi hồn thuật thuật này phức tạp huyền ảo mạnh mẽ tụ tập mảnh nhỏ tàn hồn đã tán đi gần như nghịch thiên mà đi không phải người đại thần thông không dám thử điều này sợ rằng rất khó hà lạc lắc đầu rất khó. Trong lòng Dương Phàm nhất thời mát lạnh, ngay cả Hà Lạc cùng nói khó có thể tưởng tượng được độ khó của nó. Lẽ nào không có một chút cơ hội hay sao? Dương Phàm có chút không cam lòng hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu có tiên nhân hạ phàm lại có Thiên Nhất Hồn Thủy trong truyền thuyết ít nhất còn có cơ hội thành công. Hà Lạc trầm ngâm nói, Thiên Nhất Hồn Thủy? Dương Phàm nao nao. Đúng thiên nhất hồn thủy, vật này có thần hiệu phi phạm gần như có thể chữa trị linh hồn trong nháy mắt. Dù là linh hồn tàn phá cũng có thể mạnh mẽ đoàn tụ tu bổ. Nếu có vật ấy tương trợ, lại thêm pháp lực tiếp cận tiên nhân ít nhất có 5 phần cơ hội sống lại. Hà Lạc giải thích, ngay cả linh hồn tàn phá cũng có thể mạnh mẽ đoàn tụ tu bổ. Thiên nhất hồn thuộc này quả thật thần diệu vô hạn. Dương Phàm mừng rỡ nói nếu có vật này tương trợ, hắn thi triển hội hồn thuật, xác suất thành công sẽ tăng lên rất lớn. Đồng thời hắn không cần pháp lực tiếp cận tiên nhân gì cả, chỉ cần cảnh giới tiến lên một tầng. Việc này liền có hy vọng. Vậy xin hỏi tiền bối. Thiên nhất hồn thủy có ở nơi nào? Dương Phạm vội hỏi. Điều này lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định nơi bắt tầng hẳn không có. Hà Lạc lộ vẻ mặt cổ quái, vật ấy thật là trân quý hiếm thấy coi như là tu sĩ đỉnh cấp thấy được cũng sẽ tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Tác dụng của nó không chỉ là tu bổ linh hồn khôi phục linh hồn lực còn có tác dụng trọng yếu hơn nữa. Bắc Tần không có. Dương Phạm nhướng mày. Chẳng qua lão hủ có thể chỉ cho ngươi một phương hướng chung chung. Hà Lạc nói. Tiền bối cứ nói. Dương Phạm mắt sáng lên. Thiên nhất hồn thủy, lúc tiên tần cổ quốc còn đó từng có chút ít, Tuy nhiên bị Hoàng tộc Tiên Tần giữ lấy. Sau này Tiên Tần cổ quốc Diệt vong, vốn bảo vật bất tận rất nhiều tài liệu sói mòn đồng thời cũng có một chút cực trân quý bị niêm phong vào bảo tàng Tiên Tần trong truyền thuyết. Hà Lạc cười nói, "Bảo tàng Tiên Tần? Điều này sợ rằng có chút xa xôi dương phàm vẻ mặt trầm tư. Mở ra bảo tàng Tiên Tần cần tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí đó là chuyện xa xôi cỡ nào?" Hoàng tộc tiên tần giữa đông thắng đại lục mênh mong muốn tìm ra một người mang huyết mạch này. Phải trắc trở ra sao? Còn nữa, ngươi có thể đi nội hải, cực bắc vương triều đại tần, xem thử, cố gắng tìm được một chút đầu mối. Hà Lạc mỉm cười nói. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Dương Phạm lộ vẻ cảm kích. Tuy rằng hiện nay còn không biết Hà Lạc thiên nhất hồn thủy, nhưng Hà Lạc vẫn chỉ cho hắn một phương hướng, không tới mức chạy loạn như con ruồi không đầu. Đầu tiên, có thể bài trừ Bắc Tần. Nội Hải, Cực Bắc, Vương Triều Đại Tần những nơi này đều có khả năng có. Thiên cầm Nội Hải, Hải vực vô biên vô tận, thiên tài địa bảo vô số kẻ nói không chừng cũng có thiên nhất hồn thủy. Vương Triều Đại Tần là quốc gia vạn quốc trong truyền thuyết vô số tài nguyên, ở trung bộ Đông Thắng Đại Lục cách nơi này rất xa xôi, về phần cực Bắc Dương Phạm nghe nói qua ở vùng Bắc Bộ xa nhất đại lục càng xa phương Bắc Bắc tầng đó là một mảnh đóng băng, cùng ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Chuyện có liên quan tới thiên nhất hồn thủy, sau khi thỉnh giáo xong Dương Phạm đứng dậy cáo từ với Hà Lạc, lão yêu. Trước khi chia tay, Hà Lạc nói với Dương Phạm, Dương Đạo Hữu, công phép ngươi tu luyện hết sức kỳ lạ. 30 năm trước dưới tình huống ngẫu nhiên câu thông thiên địa thật là đáng quý. Ngài nói là lần đốn ngộ của vãn bối. Dương Phạm hỏi. Đúng vậy, nếu như một ngày nào đó ngươi có thể chân chính tìm hiểu cảnh giới này, tiên đạo trường sinh bất tử khoảng cách với ngươi sẽ không quá xa xôi. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Dương Phạm thản nhiên chân thành nói. Vị lão nhân hà lạc này, tuy rằng không phải nhân loại, nhưng tính tình hết sức ôn hòa, bình dị gần gũi. Hai ngày này ở Hà Quyên Định Dương Phạm từ Hà Lạc biết được rất nhiều bí ẩn, mặc kệ vấn đề gì Hà Lạc này đều biết là đáp, ở một bên hồ phi cùng lão vêu có chút lưu luyến không rời lão yêu lộ vẻ mặt chờ mong đề nghị hồ phi ngươi mới vào nguyên anh kỳ sao không lưu ở chỗ này cũng cố tu vi cùng ta tham thảo tâm đắc tu luyện một chút hai người có thể nói đồng mệnh tương liên vừa gặp đã quen rất là hợp ý đối mặt với lão yêu giữ lại hồ phi có chút do dự điều này hắn chuyển ánh mắt sang dương phàm dương phàm mỉm cười không bằng ngươi cứ ở lại đây một thời gian chờ ta trở về vụ liễu trấn thì tới tìm ngươi. Hắn cũng đề nghị Hồ Phi ở lại Hà Uyên Đình. Một là Hồ Phi mới vào Nguyên Anh, cũng cố cảnh giới, càng có thể tham thảo tâm đắc tu luyện cùng lão yêu. Hai là Dương Phạm đi dược tiên tốc. Gặp lại người Âu Yếm, không thích cả ngày có một cái đuôi bên cạnh. Được rồi. Ta ở lại đây chơi một thời gian ngươi ngàn vạn lần đừng quên đến lúc đó tới tìm ta. Hồ Phi lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc quyết định lưu lại. Trong lòng Dương Phạm thở vào một hơi cáo biệt với ba người, rời khỏi Hà Uyên Đình. Âm soạt, Dương Phạm phá vỡ nước sông, hóa thành tia sáng xanh lục bay về phía chân trời. Lần này tới Hà Uyên Đình làm khách, thật có thể nói là là một chuyến không uổng. Dương Phạm từ Hà Lạc biết được rất nhiều bí mật. Mặc kệ là phương phép luyện hóa chí bảo long khí hay là phương pháp sống lại phụ thân, Dương Phàm đều có phương hướng cố gắng, ít nhất thì không cần mò kim đáy bể, chạy loạn như ruồi không đầu. Mấy ngày sau, dược tiên cốc. Khe sâu dãy núi bị một mảnh sương mù bao phủ mơ hồ không rõ. Bỗng nhiên, một thanh niên nam tử mặt cẩm bào xanh ngọc thân hình trầm ổn đi tới dược tiên cốc. So sánh với 30 năm trước, nơi này không có bao nhiêu thay đổi, Dương phàm khẽ thở ra một hơi ánh mắt nhìn về phía cửa cốc, ở cửa vào dược tiên cốc, một con mãng xà màu xanh dài mấy chục trượng đang chiếm cứ. Mãng xà miệng máu răng nanh làm cho người ta phát lạnh trên người tản mát ra một cổ khí tức máu tanh nguy hiểm. Đặc biệt nhất chính là con mãng xà màu xanh này, trên đầu rắn có ba con mắt. Tuy nhiên, con mắt thứ ba khép kín. Ha ha! 30 năm không gặp tiểu súc sinh ngươi thăng cấp bậc cao rồi. Dương Phạm cười ha ha nói. Thì ra mãng xà ba mắt chiếm giữ trước cửa cốc, chính là linh thú hồ sơn dược tiên cốc, tam mục thông linh mãn. Nghĩ tới năm đó vì tiến vào dược tiên cốc gặp vân vũ tịch. Dương Phàm từng xung đột với con linh mãn này. Cuối cùng vẫn là lưu ly hàng tinh xà ra tay, đóng băng con tam mục thông linh mãn. Nghĩ tới những chuyện trải qua ở dược tiên cốc năm đó. Dương Phàm cười nhẹ nhàng như không. Chỉ tiếc dược vương tiền bối bất hạnh qua đời. Nghe lão sư nói dược vương chết có chút kỳ quặc còn có hai ba người đau khổ truy đuổi vũ tịch ta muốn xem cuối cùng xảy ra chuyện gì ý cười trên mặt dương phàm bỗng nhiên biến mất vù nghĩ tới đây thân hình hắn chợt lóe thẳng đến cửa cốc hắn vừa tới gần cửa cốc tam mục thông linh mãn chiếm giữ ở đó liền nhảy dựng lên thần sắc toàn lực đề phòng không hổ là linh vật hiếm thấy cảm quan thật mạnh tuy nhiên khi tam mục thông linh mãn nhìn rõ bộ dạng người tới nhất thời rùng mình một cái trong ánh mắt lộ ra thần sắc thu hận, kiên kỵ. Hiển nhiên, linh mãn này vẫn còn nhớ rõ hắn. Tiểu linh mãn nhiều năm không gặp người đã thăng cấp bậc cao, đã lâu rồi. Dương Phạm vẽ mặt ý cười. Nhàn nhã nói. Ngao tê, tam mục thông linh mãn trong ánh mắt lóe ra huyết quang thù hận rít gào một tiếng, nhào về phía Dương Phạm. Tiểu linh mãn, ngươi hoan nghênh lão bằng hữu như thế sao? Dương Phạm cưỡi khẽ thân hình chật lóe dễ dàng tránh né yêu thú bậc cao tập kích. Vù. Tia sáng xanh lục chật lóe Dương Phạm lướt qua trước người nó cười nhạt nói, không chơi với ngươi, ta đi tìm vũ tịch đây. Tam mục thông linh mãn giận dữ đột nhiên mở ra con mắt thứ ba. Một cổ dao động vô hình vô chất truyền đến. Vù, con mắt thứ ba của tam mục thông linh mãn lóe ra một tia quan mang kỳ dị, không khí bỗng chấn động. Đây là thần thông bản mạng ẩn chứa trong con mắt thứ ba của Tam Mục Thông Linh Mãn, Thạch hóa. Khi đó ở ngoài dược tiên cốc, độc sư áo tím kiêu ngạo vô cùng chính là bị thần thông này hóa đá trong nháy mắt không có chút năng lực chống cự. Thạch hóa. Ha ha ha. Dương Phàm bình thản như không đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đồng thời tâm thần hắn tập trung cao độ quan sát nguyên lý thần thông thạch hóa này. 30 năm trước, hắn thấy qua loại thần thông này từng dò xét được chút manh mối. Loại công kích thần diệu này là dung hợp công kích phép thuật cùng công kích linh hồn sinh ra một loại thần thông cường đại đến mức gần như không nhìn phòng ngự cùng cấp. Ông, trên người dương phạm phóng ra một cổ tinh quang vàng nhạt thân thể nháy mắt như hóa thành tinh thạch. Vu phèo, thần thông thạch hóa của tam mục thông linh mãn đánh trúng dương phàm. Trong khoảng khắc thân thể hắn ngưng từng chút trở thành một pho tượng đá. Hóa đá thành công. Lẽ nào thần thông thạch hóa của tam mục thông linh mãn cường đại đến mức có thể giết địch vượt cấp? Sau khi thi triển xong thần thông thạch hóa con mắt thứ ba của tam mục thông linh mãn đột nhiên ảm đạm nguyên khí hao tổn uể oải không ít. Nó nhìn chầm chầm nam tử bị hóa đá trước mắt trong mắt lộ ra mấy tia trào phúng hả hê. Răng rắc, đột nhiên, bức tượng đá kia bong ra từng mảng, lộ ra nam tử bình yên vô sự. Dương Phạm đứng tại chỗ nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, dường như đang rơi vào cảm giác kỳ dị tam mục thông linh mãn rùng mình một cái trong mắt lộ ra hoảng sợ không dám động đậy chỉ là cảm giác nói cho nó nam tử cường đại trước mắt tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc được thì ra là thế một lúc lâu sau dương phàm chậm rãi mở mắt trong mắt hiện lên một tia sáng ngời sau đó hắn như cười như không nhìn về phía tam mục thông linh mãn bỗng nhiên trong miệng dương phàm phun ra hai chữ thạch hóa một cổ dao động kỳ dị đáng sợ dâng lên từ mặt đất. Tam mục thông linh mãn lộ vẻ mặt kinh hãi thân thể sơ cứng một chút, cứng đờ, cuối cùng hóa thành một bức tượng mãn xà khổng lồ. Chương 465, Liệt Vô Huyễn Ngoài dược tiên tốc Một bức tượng mãn xà thật lớn trong rất sống động sừng sững ở lối vào. Người không rõ tình huống, có thể sẽ cho rằng đây là một kiệt tác do điêu khắc đại sư làm ra. Chỉ là thần tình pho tượng mãn xà này quá giống thật, trên mặt nó, vẫn còn duy trì vẻ kinh hải nghi hoặc. Thạch hóa Dương Phàm nhìn chầm chầm pho tượng mãn xà bị hóa đá khẽ cười nhạo nói, ngươi chẳng qua là ý vào thiên phú bản thân nắm giữ một chút bề ngoài huyền diệu đại địa. Tam mục thông linh mãn nắm giữ bản mạng thần thông thạch hóa lại bị một tu sĩ nhân loại học trộm thành công càng thêm không thể tin được là phía học trọng thành công còn trò giỏi hơn thầy. Diễn căn kỳ dùng thông lực đại địa khiến Dương Phạm sử dụng pháp thuật thổ hệ linh khí lý giải cùng lĩnh ngộ càng sâu hơn. Nắm giữ đại địa dưới chân lực lượng sinh sôi không ngừng, thậm chí khiến cho toàn bộ đại địa đều hậu thuẫn cho mình. Thần thông thạch hóa thuộc về một loại huyền ảo đại địa ở ngoài rìa. Khi Dương Phạm dùng thân thí nghiệm, cảm nhận toàn bộ quá trình tam mục thông linh mãn thi triển thần thông thạch hóa liền dễ dàng học được thần thông này. Ngoài ra, sau khi dùng qua nguyên linh đan, tư chất ngộ tính của Dương Phạm không như ngà xưa. Trên thực tế, tu tiên giới cùng không thiếu thuật hóa thạch, cũng không thiếu vận dụng linh khí thổ hệ. Mà thuật thạch hóa của tam mục thông linh mãn là một loại bản mạng thần thông dung hợp linh hồn lực hình thành, trong cùng cấp rất khó chống lại chỉ cần đối thủ cùng ta đồng thời đứng ở trên mặt đất coi như nguyên anh bậc cao cũng có thể bị ta hóa đá. Khóe miệng dương phàm khẽ nhếch lên. Chẳng qua hắn vừa lĩnh ngộ thần thông này, còn cần một thời gian tìm hiểu thông thạo. Tu sĩ phương nào dám nhiễu loạn thanh tĩnh dược tiên cốc? Đột nhiên. Trong dược tiên cốc truyền đến tiếng xé gió, một giọng nói nam tử tràn ngập sát khí lạnh băng, dẫn đầu truyền ra. Dương Phạm nao nao ngẩn đầu nhìn lại. Vù, một đạo động quan đỏ máu khoảnh khắc lướt ra hai dặm xuất hiện ở cửa cốc dược tiên cốc. Trên động quang đỏ máu đang đứng một thanh niên trong tay cầm huyết phiến, mặt trường bào đỏ máu. Thanh niên áo đỏ này, khuôn mặt tuấn tú đường nét rõ ràng. Ánh mắt xếp lên, hàng mi như kiếm, trên trán có một viên huyết chí trong suốt đỏ máu cực kỳ yêu diễm. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy huyết phiến, tay áo bay nhẹ huyết động dưới chân hóa thành sóng máu cuồn cuồng. cuồng cặp mặt xếp lạnh lùng nhìn chầm chầm Dương Phạm vẽ mặt sát khí. Dương Phạm nhướng mày, quan sát hắn vài lần không chút tỏ ra yếu kém. Các hạ hình như cũng không phải tu sĩ dược tiên cốc, có tư cách gì chất vấn Dương Mổ. Dương Phạm cười lạnh nói. Hắn mơ hồ đoán được người này hẳn là tân tú nguyên anh huyết luyện tông mà độc vương nhắc tới. Xem khí tức người này thăng cấp nguyên anh kỳ cũng chỉ mới 4-5 năm. Ngược lại huyết phiến trong tay hắn lại là một kiện pháp bảo cửu phẩm. Pháp bảo cửu phẩm đã ở mức đỉnh trong pháp bảo đỉnh cấp, quy lực gần như ngang hàng với cổ bảo. Theo Dương Phạm biết, tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường, rất khó có được pháp bảo như vậy. Hơn nửa người này trẻ tuổi như vậy đã thăng cấp Nguyên Anh bậc cao có thể thấy được thân phận đối phương đặc thù. Hừ. Chúc mộ chính là khách quý dược tiên cốc, có quyền trục xuất kẻ tới có ý đồ không rõ thanh niên ào bào đỏ vung huyết phiến trong tay, soạt một tiếng, luồng gió máu gào rống trong hư không, thành thế kinh người. Không hổ là pháp bảo đỉnh cấp oai lực tiện tay quạt một cái. Đủ làm cho Nguyên Anh bình thường động dung. Đương nhiên, hắn chỉ là thị uy, cũng không có công kích dương phàm. Thanh niên họ chút này, cũng không phải kẻ ngốc đương nhiên cũng có thể đoán được dương phạm ít nhất cũng là nguyên anh bậc cao. Bằng không, chỉ bằng vào một thân khí thế cường đại của mình đã đủ làm kim đang bật cao sợ đến hồn vía lên mây. Chỗ trọng yếu nhất là hắn nhìn không thấu tu vi dương phạm, thần thức quét qua chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Có thể làm được điểm này trước mắt nguyên anh bậc cao như vậy tu vi dương phạm khẳng định không phải hạng cấp thấp hay kim đang bật cao. Đối mặt với nam tử áo bào đỏ họ chút thị uy. Dương phạm cười cười, làm cho khách quý huyết luyện tông thất vọng rồi. Dương mổ cùng cốc chủ hiện nhiệm dược tiên cốc giao tình thâm hậu không phải tu sĩ ý đồ không rõ gì. Nam tử họ chút biến sắc, người biết lai lịch thân phận của ta. Người cùng vân tiên tử có quan hệ gì? Từ lúc dương mổ thân là tu sĩ luyện khí kỳ, đã quen biết với vân tiên tử quan hệ sâu xa thâm hậu. Dương phàm không mặn không nhạt nói. Nam tử họ chút nhìn chầm chầm hắn sắc mặt âm tình bất định trong mắt sát khí thoáng hiện lên. Tay nắm chặt huyết phiến, khẽ rung lên giường như muốn lập tức diệt sát Dương Phạm. Tuy nhiên, hắn chung quy cũng không cùng vọng đến mức có thể dễ dàng diệt sát một nguyên anh bậc cao cùng cấp. Nếu vậy mà làm vân tiên tử có ấn tượng không tốt với mình vậy thì được không bằng mất. Ha ha như vậy các hạ chính là dương dược sư mà vân tiên tử vẫn thường nhắc tới. Nam tử họ chúc miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười. Vũ tịch thường nhắc tới ta. Dương phàm lộ vẻ mặt kinh hỉ. Từ việc tặng cho thất hương ngọc hồn địch có thể nhìn ra tình cảm vân vũ tịch dành cho Dương Phàm. Thấy Dương Phàm lộ ra bộ dạng mừng rỡ vui vẻ, nam tử họ chút sắc mặt âm trầm không thôi tay nắm chặt huyết phiến cũng run run. Rất nhanh, ánh mắt hắn rơi xuống tam mục thông linh mãn bị hóa đá. Làm sao nó lại bị hóa đá? Nam tử họ chút cực kỳ hoảng sợ. Bản mạng thần thông tam mục thông linh mãn chính là thạch hóa. Chẳng lẽ là nó tự hóa đá chính mình? Dương Phạm cười nói, thật nhiều năm không tới dược tiên cốc, vị lão bằng hữu này quá mức hưng phấn. Dương mổ để cho nó an tĩnh một chút. Nam tử họ chút lộ vẻ mặt quái dị, giãn chân mày ra trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia vui mừng. Xem ra. Dương phàm này cùng dược tiên cốc quá nữa còn có chút mâu thuẫn. Nam tử họ chút mây đen trên mặt tiêu tán một lần nữa khôi phục tự tin thản nhiên. Ha ha ha. Chút đạo hữu, phiền phức bên ngoài còn chưa giải quyết sao? Có cần liệt mổ hỗ trợ ngươi một tay không? Một tiếng cười dài truyền tới từ dược tiên cốc. Vừa dứt lời một huyễn ảnh màu đỏ lướt qua giữa bầu trời. Bên cạnh nam tử họ chúc xuất hiện một nam tử mặc áo giáp đỏ thẩm vóc người khôi ngô tóc dài buông xỏa. Nam tử tóc dài này mắt hổ sáng ngời trên người tràn nập khí tức bá đạo mãnh liệt, bề ngoài cùng chỉ hơn 30 tuổi. Dương Thiên Bỗng nhiên, nam tử tóc dài giáp đỏ này thân người khẽ rung lên. Nhìn về phía Dương Phàm không thể tin nổi. Làm sao có thể chứ? Hắn nhìn chầm chầm Dương Phàm thất kinh trên mặt thần sắc phức tạp khó nói. Đây đã là lần thứ ba Dương Mổ bị nhận sai rồi. Dương Phàm giọng nói hờ hững ngẩng đầu nhìn người này. Không chút tình cảm nói, các hà hẳn là đại đệ tử Tam U Lão Ma, liệt vô huyễn. Ngươi, ngươi không phải Dương Thiên. Nam tử tóc dài giáp đỏ thu liễm tâm tình, vẻ mặt chợt hiểu than thở, ta biết rồi, ngươi là Dương Phạm con hắn. 30 năm trước Thạch Thiên Hàng cùng Dương Phạm từng oanh động ngư Dương một thời. Còn giả được sao? Dương Phạm thần sắc hờ hững hết sức lạnh lùng đánh giá liệt vô huyễn. Hắn đang suy nghĩ có nên diệt sát người này, chém đi trợ thủ đắc lực của tam u lão ma. Nên biết rằng, liệt vô huyễn này từng là đối thủ một mất một còn với phụ thân Dương Thiên. Khoảng 4-50 năm trước liệt vô huyễn, Dương Thiên, gia chủ Dương Gia Kinh Đô, mấy người này đều từng gắt gao theo đuổi người thừa kế dược tiên cốc đời trước, chính là Liễu Mộng Yên mẹ đẻ của Dương Phàm Tốt tốt tốt, con của người xưa, hôm nay trưởng thành đã là nguyên anh bậc cao. Liệt vô huyễn liên tục hô ba tiếng tốt, tỉ mỉ đánh giá Dương Phàm trên mặt không có bất kỳ ý khinh thường gì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nam tử trước mắt này trở về ngư dương, chính là cường giả địa vị ngang với sư tôn tam u lão ma. Đồng thời liệt vô huyễn cũng âm thầm thở dài, chỉ tiếc. Thiên tài như vậy, cuối cùng sẽ chết trong tay sư tôn. Hả? Đó là linh mãn dược tiên tốc, làm sao lại hóa đá rồi? Rất nhanh liệt vô huyễn cũng thấy được tam mục thông linh mãn hóa thành tượng đá. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh dị đảo qua mặt Dương Phàm Dương Phàm không nhìn tới hai người này, dưới chân lóe ra quang mang xanh lục, bắn vào dược tiên cốc. Liệt vô huyễn cùng nam tử áo bào đỏ họ chút nhìn nhau cũng không ngăn cản. Liệt đạo hữu, chút mổ có một đề nghị, hai người chúng ta tìm thời cơ giết người này. Như vậy, chúng ta có thể thiếu đi một đối thủ cạnh tranh. Theo chút mổ biết, dương phàm này chính là địch nhân mà dương tông các người. Nam tử họ chút khóe miệng khẽ mỉm cười thần thức truyền âm sang liệt vô huyễn. Ha ha ha. Liệt vô huyển ngửa đầu cười lạnh Liệt mổ ta còn không tới mức đi làm chuyện tiểu nhân vô sĩ này Muốn đánh muốn giết thì đường đường chính chính mà tới Dứt lời Trên người hắn hỏa quang bùng lên bay vào trong dược tiên cốc Trong ánh mắt nhìn về phía nam tử họ chút mang theo những tia khinh miệt chế nhạo Thanh niên áo bào đỏ họ chút sắc mặt âm tình bất định thiếu chút nữa bị tức nổ phổi Hàng người ngạo cốt cương liệt như liệt vô huyển Ở tu tiên giới cũng không gặp nhiều đặc biệt là trong nguyên anh bậc cao. Nguyên anh lão quái sở dĩ xưng là lão quái là bởi vì những người này hầu hết là lão quái vật sống mấy trăm năm giảo hoạt như hồ liên người nào không có chút tâm kế. Thân hình dương phàm bay vào dược tiên cốc cảm quan toàn tri rõ ràng bắt được hai người này giao lưu. Hắn lộ vẻ dị sắc, liệt vô huyễn này giống như lời đồn, một thân ngạo cốt. Như vậy cái chết mẫu thân năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này sát ý của hắn với liệt vô huyễn giảm bớt vài phần thậm chí còn sinh ra vài phần kính ý, có cơ hội thỉnh giáo người này một chút. Năm đó cái chết mẫu thân còn có rất nhiều chuyện không rõ. Dương Phạm Hạ quyết tâm dựa theo ấn tượng trong trí nhớ bay về phía mộng trúc tiểu hiên trong dược tiên tốc. Mắt thấy mộng trúc tiểu hiên rõ ràng trước mắt. Dương Phạm khẩn cấp mở ra thần thức. Bụt thần thức của hắn bị trận pháp kỳ diện ngăn trở ngoài mộng trúc tiểu hiên dương phàm quả thật nóng ruột như lửa bức thiết muốn nhìn thấy người yêu dấu ngay khi hắn sắp tới gần mộng trúc tiểu hiên từ trong rừng trúc đột nhiên bay ra một gã thanh niên trường bào cẩm tú oai hùng thanh niên này bộ dạng hào hiệp ngang tàn dương phàm liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn chính là lệ hồng phi một trong ba đại tân tú ngư dương quốc năm đó thiếu chủ võ ưu cốc lệ hồng phi là ngươi dương phàm lệ hồng phi lộ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng chạy tới. Hừ. Dương Phàm hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn, thân hình chợt lóe vào trong mộng trúc tiểu hiên. Dương Phàm thái độ lãnh đạm với hắn gấp gáp muốn gặp được Vân Vũ Tịch. Thứ đến. Từ tin tức có được ở Độc Vương, Lệ Hồng Phi này cũng là một trong ba người gắt gao theo đuổi Vân Vũ Tịch. Vù, Dương Phàm hạ xuống, tiến vào mộng trúc tiểu hiên. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi rơi xuống đất đi vào trong phòng trúc vẫn quanh quẩn trong giấc mộng. Mơ hồ, hắn như ngửi được mùi hương tươi mát tự nhiên như khí tức hoa cỏ. Chương 466: Sát ý càng đậm. Mộng trúc tiểu hiên. Dương Phạm bước chân gấp gáp nhịp tim tăng vọt, đi về phía phòng trúc vẫn thường thấy trong mộng. Giờ phút này hắn quên mất cảm quan toàn tri, quên mất thân phận người tu tiên, trên mặt mang theo chờ mong vui vẻ. Trong tầm mắt, phòng trúc tinh xảo tự nhiên từng chút lớn hơn. Dương Phạm tim đập càng rung động. Tiếng bước chân hắn như kinh động chủ nhân trong phòng trúc. Chi nha, cửa nhỏ phòng trúc mở ra bóng hình xinh đẹp không nhiễm hạt bụi như tia sáng phá vỡ làng sương mù hiển lộ ra trước mặt Dương Phạm. Trong rừng trúc xanh ung phòng nhỏ yên lặng dung nhan vân vũ tịch điềm nhiên tươi đẹp bỗng ngẩn ra, tiếp đó lộ ra thần sắc mừng rỡ như mộng đôi môi khẽ mím lại, nhưng không nói ra lời. Trong hoàn cảnh toàn màu xanh lục, làn da nàng như tuyết ngọc, tóc đen phiêu giật xuất trần cùng váy dài xanh lục nhạt theo gió tự nhiên đông đưa phối hợp hoàn mỹ. Đôi mắt sáng kia điềm tĩnh như nước phản phất tràn đầy màu xanh tự nhiên. Dương Đại Ca Vân Vũ tịch giọng run run, run khóe mắt phím hồng, đây là giọt lệ vui sướng đến cực điểm. Dương Phạm đứng tại chỗ ngưng mắt nhìn lệ quan trong suốt lóe ra trên mắt nàng. Một lúc lâu sau, Dương Phạm đi tới trước. Hai người ông chặt lấy nhau. Vũ tịch. Mấy chục năm rồi, mùi u hương trên người nàng vẫn không chút thay đổi. Dương Phạm để nàng ý ôi trong lòng mình thở ra thật dài. Thời gian hắn cùng Vân Vũ Tịch ở chung cũng không nhiều, chỉ là lần đầu gặp gỡ, lần thứ hai hẹn nhau ở Tú Ngọc Cát, lần thứ ba ước hẹn ở hàng viễn sơn kinh đô cùng với lần thứ tư gặp nhau ở dược tiên cốc thậm chí trước lần gặp nhau thứ tư hắn cũng chưa từng thấy được dung mạo vân vũ tịch vân vũ tịch lưu cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất là tiên tử không nhiễm bụi trần cùng với mùi u hương tươi mát như cây cỏ vĩnh viễn không thể quên đại ca dáng vẻ của huynh cũng không hề thay đổi đặc biệt là ánh mắt của huynh vân vũ tịch cùng hắn cười hiểu ý trải qua lần thiên nhân giao hòa ngẫu nhiên lần trước dương phàm cùng vân vũ tịch đạt tới một loại cảnh giới tinh thần song tu kỳ diệu giữa hai người đã trải qua trăm ngàn giao lưu không có bao nhiêu ngăn cách vì vậy lần này gặp lại cảm tình giữa dương phàm và nàng như là cá nước hòa hợp tự nhiên mà thành đại ca đi vào nói chuyện vân vũ tịch để cho dương phàm tiến vào khuê phòng của mình sau đó pha trà cho người yêu dấu dương phàm ngồi ở ghế trúc yên lặng nhìn nàng từ trình độ nào đó mà nói Vân Vũ Tịch là một vùng đất thiên đường tốt đẹp nhất trong lòng hắn. Chỉ là bởi vì không ở chung nhiều lắm mới cảm thấy quý giá hoàng mỹ. Thời gian từng chút trôi qua Vân Vũ Tịch cùng Dương Phạm ở chung hài hòa thần sắc động tác mỗi người đều có thể tâm ý tương thông. Vũ Tịch Đây là thất hương ngọc hồn địch của nàng. Dương Phạm lấy ra chiếc sáo ngọc vốn thuộc về Vân Vũ Tịch. Vật ấy là tính vật đính ước giữa hai người. Vân Vũ Tịch cũng lấy ra thông linh ngọc trụy, hé miệng cười duyên, đại ca lại lấy vật truyền thừa dược tiên cốc làm tính vật đính ước. Khi đó Vũ Tịch chẳng biết lại coi đại ca. Dương Phạm Gia mặt rất dày, cười khẽ, thông linh ngọc trụy là di vật duy nhất mẹ huynh lưu lại tặng cho Vũ Tịch vật quy nguyên chủ nhất cử lưỡng tiện. Đúng rồi đại ca, mấy năm trước. Vũ Tịch cảm nhận được khí tức thất hương ngọc hồn địch. Vân Vũ Tịch đột nhiên nhớ tới một chuyện Kiều Dung lộ ra vài phần nghi hoặc. Mấy năm trước? Cụ thể là lúc nào? Dương Phạm biến sắc vội vàng hỏi. Vân Vũ Tịch suy nghĩ một chút nói ra đoạn thời gian đại khái. Đoạn thời gian đó vừa lúc huynh ở trong thiên lan điện. Dương Phạm cực kỳ hoảng sợ thốt lên. Thiên lan điện? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Vũ Tịch vẻ mặt mê man. Vũ Tịch nàng vươn tay ra đây Dương Phàm nói Vân Vũ tịch không chút suy nghĩ Vương cánh tay tuyết trắng như ngọc ra Dương Phàm nhắm mắt lại cầm tay nàng cảm ứng tinh thần trong lòng liên thông giữa hai người bỗng nhiên giao hòa một chỗ khí chất toàn thân Dương Phàm đại biến thân cùng tự nhiên ôn nhuận nhu gió Vân Vũ tịch mái tóc đen buông tự nhiên tạo nên một cổ ánh sáng xanh lục mông lung toàn thân như tinh linh trong gió hình ảnh trong thiên lang điện bỗng nhiên phóng ra. Hồ thủy tinh xa xưa, nước suối phun trào giữa hồ thủy tinh đứng lặng một pho tượng tiên tử mỹ lệ làm người ta hít thở không thông. Nàng lộ ra chân ngọc tuyết trắng, chân đạp thần điều ngũ sắc, làn gió nhẹ nhàng như tinh linh tiên nữ trong gió. Thân hình lung linh một thân váy xếp công chúa đủ mọi màu sắc dung nhàn hoàng mỹ không tỳ vết, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời như dòng suối trong xanh, nụ cười như tự nhiên mà thành mái tóc dài của nàng như cành liễu nhẹ nhàng phất phơ, trên đầu có thể thấy một vòng mây lạnh, trời chiều vấy ra cơn mưa tưới mát vạn vật xung quanh. Tồn tại của nàng làm cho vạn vật thế gian xảy ra biến hóa vi diệu khiến cho tất cả trở nên tốt đẹp. Dưới chân tiên tử có một tấm bia đá ghi chép rằng, bích giao vân tiên, nông lịch 3.500 vạn năm chuyển thế. Sau đó, Dương Phạm lấy ra thất hương ngọc hồn địch. Thoáng chốc cảnh tượng trước mắt đại biến giống như ảo cảnh, bích giao vân tiên trong ao thủy tinh như sóng lại cười xinh đẹp nước suối phun ra giờ phút này như tĩnh lặng. Còn thất hương ngọc hồn địch trong tay dương phàm không ngừng rung lên. Bụp. Một lúc lâu sau dương phàm buông tay vân vũ tịch ra. Hai người nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trên mặt vân vũ tịch càng nhiều phần mê mang, vì sao nàng cùng ta giống nhau như vậy? Vũ tịch. Nàng có cảm giác gì? Dương Phạm vội hỏi mùi giống như nghe được một tiếng nói đang kêu gọi mình thân thiết như vậy. Trong ánh mắt sáng điềm tĩnh như nước của vân vũ tịch. Thoáng chốc phóng ra màu xanh vô hạn thâm thúy không thấy đấy. Đại ca huynh có thể mang mùi tới nơi đó được không? Vân vũ tịch dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn dương phàm. Thiên lang điện. Mỗi 20 năm đại hải nang ngoại tầng sẽ mở ra một lần. Trăm năm đại hải nang mới có thể đi vào ngoại điện. Hơn nữa bằng tu viên nguyên anh bậc cao gần như không cách nào tiến vào ngoại điện. Dương Phàm vẻ mặt hơi khó nói. Hắn thấy thần sắc Vân Vũ Tịch thất vọng lại cắn răng nói, tuy nhiên, muốn tiến vào ngoại điện cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dương Phàm đột nhiên nhớ tới linh nguyệt thần thú Không Gian, phá cấm phù cùng với thuật thổ động xuyên tường dung thông đại địa không thể tưởng tượng nổi của mình. Lần đại hải nan trăm năm sau huynh sẽ dẫn Vũ Tịch đi thử một lần. Dương Phạm an ủi nói. Vân Vũ Tịch mặt cười lộ ra vài phần mê mang kinh hồn bất an dường như có chút lo lắng. Vũ Tịch, nàng không phải sợ có đại ca ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tổn thương nàng. Dương Phạm vội kéo Vân Vũ Tịch vào lòng. Từ khi quen biết Vân Vũ Tịch tới nay, Dương Phạm lần đầu thấy được trong ánh mắt ôn nhu của nàng một mặt bất lực như vậy. Hai người ở trong phòng trút nửa ngày, Vân Vũ Tịch đã sớm ổn định. Trong lúc này, Vân Vũ Tịch hỏi Dương Phàm những gì hắn trải qua ở Nội Hải. Dương Phàm cũng không giấu giếm nói sơ lược những gì trải qua trong Nội Hải một lần. "Vũ Tịch, hôm nay nàng cũng thăng cấp nguyên anh huynh cùng với Tam U lão ma đối kháng lại thêm vài phần thắng." Dương Phàm đầy tự tin nói. "Thế nhưng, trước khi gia gia muội chết đã phân phó từ nay về sau dược tiên cốc lánh đời không được tham dự vào tu tiên giới tranh đấu." Vân Vũ Tịch hơi khó khăn nói nàng nói là dược vương tiền bối sắc mặt dương phàm nghiêm nghị nói dược vương lão nhân gia ngài ấy chết như thế nào có thể cho huynh xem thi thể của hắn không điều này ánh mắt vân vũ tịch có chút né tránh dương phàm vương tay vuốt mặt nàng cười nói có chuyện gì nga cả chuẩn tu đạo lữ Xong tu đạo như huynh cũng không muốn nói vân vũ tịch mặt cười đỏ lên trừng mắt một cái hàng mi lại hơn vài phần vui mừng nói thi thể gia gia ở cấm địa dược tiên cốc, ta sẽ len lén dẫn chàng đi xem không được cho sư tôn biết. Dương Phạm đương nhiên biết sư tôn theo lời nàng là chỉ ngọc cốc chủ. Giữa lúc hai người đang dung hòa ấm áp ngoài mộng trúc tiểu hiên truyền tới tiếng nói phá vỡ sự yên lặng, vân tiên tử, chúc mổ tới thăm có thể nói một lời. Vừa dứt lời. Trong rừng trúc liền truyền tới tiếng bước chân. Thần thức Dương Phạm đảo qua phát hiện ba người, là nam tử áo bào đỏ họ chúc dẫn đầu sau đó là liệt vô huyễn cùng lệ hồng phi. Hai đại nguyên anh cùng một gã kim đang đại tu sĩ, thân phận địa vị ba người đều không phải chuyện đùa. Vân Vũ Tịch cùng Dương Phàm nhìn nhau. Người sau gật đầu, ba vị khách quý mời vào. Vân Vũ Tịch đứng dậy, kéo tay cùng Dương Phàm đi ra ngoài phòng trúc nghênh tiếp. Các người. Thanh niên họ chúc thấy hai người tay nắm tay thân mật ra ngoài, sắc mặt đột nhiên cứng đờ khuôn mặt co quắp cặp mắt xếch của hắn khó có thể ức chế được phóng ra một cổ sát ý lạnh băng không hòa hợp với mộng trúc tiểu hiên an bình hài hòa thanh niên họ chút hít sâu một hơi miễn cưỡng thu liễm sát khí khôi phục trấn định liệt vô huyển cùng lệ hồng phi cũng ngẩn ra bọn họ cũng không nghĩ tới dương phàm cùng vân vũ tịch lại đi đến bước này nhìn động tác thân mật của bọn họ rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt thậm chí là quan hệ đạo lữ song tu liệt vô huyển khẽ thở ra một hơi giống như trút bỏ được gánh nặng trong mắt lệ hồng phi xẹt qua một tia đau đớn tan vỡ cõi lòng sắc mặt liền trắng bệch dương phàm nhìn thần sắc phản ứng của ba người khẽ lộ dị sắc lệ hồng phi rõ ràng là đối với vân vũ tịch dùng tình rất sâu lòng muốn tan vỡ thanh niên họ chúc lại từ đố kỵ chuyển thành sát ý mãnh liệt đối với vân vũ tịch có dục vọng chiếm hữu rất lớn chúc công tử tìm vũ tịch có chuyện gì vân vũ tịch ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía nam tử họ chúc. có lời với vũ tịch chúc mổ là tới cáo từ. Thanh niên họ chúc cưỡng chế ghen ghét trong lòng mặt ngoài rất bình thản nói. Liệt vô huyễn cười nói, liệt mổ ở mấy ngày rồi hãy đi. Lúc này thần sắc lệ hồng phi rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, hít sâu một hơi nói, dương dược sư cùng vân cô nương xứng như thần tiên quyến lữ, lệ mổ chân thành chúc phúc hai vị. Hắn nói xong câu đó liền xoay người xin cáo lui. Cùng ngày thanh niên họ chúc cùng lệ hồng phi trước sau rời đi. Người trước trên mặt một mảnh âm trầm mang theo một cổ sát khí bắn về phía chân trời xa. Lệ Hồng Phi có chút phiền muộn mất mát nhắm mắt theo đuôi rời khỏi dược tiên cốc. Dương Phàm tự mình tiễn Lệ Hồng Phi một đoạn đường. Dương Dược Sư, Lệ Mổ cũng không biết từ lâu ngài đã cùng vũ tịch cô nương tình đầu ý hợp. Mấy chục năm qua vẫn luôn nhớ mãi không quên đau khổ truy cầu vân cô nương. Lệ Hồng Phi đau buồn nói. Dương Phàm trầm mặt không nói cũng không biết trả lời thế nào. Nếu Dương Dược Sư cùng Vũ Tịch Cô Nương đã cùng một chỗ lệ mổ từ nay kiên quyết không có ý nghĩ không an phận nào. Dương Dược Sư, chúng ta vẫn còn là bằng hữu chứ. Lệ Hồng Phi ánh mắt nhìn Dương Phạm thật sâu Dương Phạm gật đầu, những năm gần đây nhờ có người che chở tiên hồng y quán. Lần này Lệ Huynh quay về vô ưu cốc, có thể toàn tâm tu luyện sớm ngày bước vào nguyên anh kỳ, ứng phó ngư Dương Quốc hỗn loạn sắp tới. Tiễn bước Lệ Hồng Phi Dương Phạm trở về dược tiên cốc, thuận tiện đụng vào tam mục thông linh mãn hóa đá, ở trên đường, vừa lúc hắn gặp liệt vô huyễn Liệt đạo hữu. Dương mổ có chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo ngài. Dương phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Có phải là ngươi muốn hỏi mẹ của ngươi liễu mộng yên đã chết như thế nào? Liệt vô huyễn đi thẳng vào vấn đề. Dương phàm gật đầu, xin liệt đạo hữu chỉ giáo. Liệt vô huyễn hít sâu một hơi thần sắc phức tạp khó hiểu. Nói, đầu sỏ gây họa, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt. Năm đó, là ta, tự tay dùng đao đâm chết nàng. Tám chữ cuối cùng liệt vô huyễn gần như nói ra từng chữ từng chữ. Hung thủ chính là ngươi. Hai mắt dương phạm bỗng nhiên phóng ra một cổ sát ý lạnh băng phạm vi mấy chục dặm đều bao phủ trong một cổ khí tức áp lực trầm trọng. Chương 467, Thủ phạm chân chính Trong mắt Dương Phạm lộ ra sát khí bỗng nhiên phóng xuất uy áp tràn ngập toàn bộ dược tiên cốc. Một phiến khu vực này, khí tức với áp lực rất nặng khiến vô số sinh linh không khỏi run rẩy. Đơ hết thân mình. Liễu vô huyễn vốn là cường giả nguyên anh sơ kỳ, đối mặt với sát ý nồng đậm của Dương Phạm uy thế cường đại hoàn toàn phóng thích như thế thi liền cảm giác được một cổ uy hiếp trí mạng hắn có một loại ảo giác rằng người đối diện mình chính là sư phụ Tam U Lão Ma. Hắn hiểu rất rõ sự cường đại của sư phụ mình. Nhưng Dương Phàm chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ nhưng lại có thể mang tới nguy hiểm trí mạng như thế đối với hắn. Liễu vô huyễn thu liễm tâm thần miễn cưỡng trấn định lại? Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao nam tử trước mặt này lại có thể trở thành cường giả duy nhất có địa vị ngang bằng với sư phụ hắn trong toàn ngư dương quốc khí thế cường đại dương phàm phóng ra cũng chỉ trong thời gian một hai cái hô hấp đã thu liễm lại. Vẻ mặt hắn dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhìn chầm chầm liệt vô huyễn sát ý vẫn chưa giảm đi chút nào. Ngươi phải hiểu rằng đối với dương mổ mà nói giết một tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không khó. Nếu thực sự có sát ý thì dương phạm chém giết tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đúng là không chút khó khăn gì. Ta biết. Liệt vô huyễn nhìn sâu vào mắt dương phạm. Nói, nhưng là, mẹ đẻ của ngươi đúng là chết ở trong tay của liệt mổ. Được lắm. Hôm nay dương mổ sẽ cho ngươi chung thân ở dược tiên cốc, báo thù cho mẹ ta. Thanh âm của dương phàm lạnh tới tận xương tủy, hai táp ngưng tụ một đạo tinh quang mang vàng nhạt như thực chất khí thế mạnh mẽ vô song. Xem chừng hắn thực sự muốn động thủ, đương trường giết chết liệt vô huyễn. Liệt mổ tuy biết thực lực không bằng ngươi nhưng vẫn sẽ phóng tay đánh một trận liệt vô huyễn hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh đại đao màu vàng. Trên thanh đao này có ba cái khuyên. Thân đao có khắc một phù văn màu lửa đỏ phong cách rất cổ xưa. Một cổ khí tức nóng cháy cùng bạo lập tức toát ra. Ý chí chiến đấu cường đại bất khuất đẩy liệt vô huyễn đạt tới trạng thái đỉnh phong mà từ khi tấn chức nguyên anh kỳ tới nay hắn chưa từng có. Mặc dù đối mặt với đối thủ cường đại hơn mình hắn cũng có tự tin phóng tay chiến hai mắt dương phàm hơi nhíu lại được để dương mổ kiến thức thực lực của ngươi đi dứt lời tinh quang màu vàng nhạt hắn ngưng tụ trên cánh tay hóa thành một cột sáng hình xoắn ốc lập tức xoay tròn đánh ra thần quang lóe lên trong mắt liệt vô huyễn. thanh đại đao này đột nhiên tăng tới bốn năm thước từ trên xuống hoành không chém xuống một đạo đao mang với hai màu hồng vàng lần lượt giao nhau thẳng từ trên trời chém xuống phong vân biến sắc đang hai cổ lực lượng giao kích nhau phạm vi ba dặm tràn đầy dư ba bạo liệt, tất cả cây cối đất đá đều hóa thành bột phấn. Thân hình dương phạm cũng phải lui liền ba bước trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, tinh quang trên người cũng trở nên ảm đạm. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn bước vào diễn căn kỳ mà lại bị cường giả cùng giai trực diện đẩy lui. Bùng sắc mặt liệt vô huyễn trắng bệt vẻ mặt vô lực ngồi phệt xuống đất. Thanh đại đao màu vàng len ken rơi xuống. Đây đã là một kích mạnh nhất của ta không ngờ cũng không thể thương tổn ngươi chút nào. Trong mắt liệt vô huyễn tràn đầy chấn động, vẻ mặt tự giễu nói. Một kiếm lăng lệ khiến phong vân biến sắc kia đã vượt xa cực hạn của nguyên anh sơ kỳ, thậm chí so với công kích của đa số nguyên anh trung kỳ còn mạnh hơn nhiều. Chỉ luận về lực công kích một kiếm này của liệt vô huyễn đáng để kiêu ngạo thậm chí còn khiến dương phạm động dung. Tuy nhiên, một kích này qua đi hắn cũng đã hao tổn rất nhiều nguyên khí chỉ còn lại sáu bảy thành chiến lực càng không thể gây khó khăn gì có Dương Phạm. Không, ngươi đã làm ta bị thương. Dương Phạm nhìn thẳng vào hắn chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Ở nơi đó có một đạo vết thương nhưng đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang lành lại. Chỉ nửa khắc sau ngay cả một vết sẹo cũng không có. Thấy tình cảnh như thế liệt vô huyễn lại càng thấy hoảng sợ một kích vừa rồi mà Dương Phạm lại hoàn toàn là dùng bàn tay để đón đỡ. Lực phòng ngữ này thật sự đã quá mức biến thái. Không thể không thừa nhận ngươi thật sự có tư cách đánh một trận với sư phụ ta. Liệt vô huyễn thở dài một hơi. Đối mặt với một nhân vật có địa vị tương đương với sư phụ tam u lão ma của mình thì hắn đã thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay ta sẽ chính tay giết ngươi. Một cánh tay đắc lực của tam u lão ma báo thù cho mẹ ta. Dương Phạm hít sâu một hơi chậm rãi nâng tay lên. Có thể coi như sinh tử của liệt vô huyễn đã nằm trong tay của Dương Phạm. Dừng tay. Một tiếng hét phẫn nộ cách đó không xa truyền tới. Độn quang từ phía trước lóe lên, một gã dược sư trung niên với vẻ ngoài hơi già dạ cấp tốc lao tới. Một sư thúc. Dương Phạm nhìn chầm chầm dược sư trung niên mặc đồ màu xanh này, nhìn qua đã biết thân phận của hắn kẻ đầu sỏ giết chết liễu mộng yên cũng không phải là liệt vô huyễn. Một sư thúc hô lớn khiến Dương Phạm dừng tay. Không phải hắn. Dương Phạm kinh ngạc. Liệt vô huyễn lại cười khổ cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên. Dương Phạm nhớ tới một đoạn trong lá thư mà cha Dương Phạm lưu lại. Thủ phạm chân chính giết chết mẹ con có hai người. Một chính là Tam U Lão Ma. Người còn lại chính là cha của con Dương Thiên Ta hung thủ chính là tam u lão ma còn có phụ thân ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tâm thần dương phàm chấn động lạnh lùng quét mắt nhìn hai người trước mặt để ta nói đi liệt vô huyển thở dài một cái năm đó ta cùng với mẹ ngươi đã có hôn ước từ trước tuy nhiên sau đó tên dương thiên kia lại hoành đao đoạt ái đoạt mất mộng yên nếu không như thế hắn cũng không thể cùng mộng yên sinh ra một đứa con như ngươi Điều này đối với liệt mổ mà nói quả thật là một điều sỉ nhục vô cùng. Liệt vô huyễn nói tới đây, trong hai tròng mắt còn ẩn ẩn lộ ra lửa giận. Ngươi từng có hôn ước với mẹ ta. Dương Phạm chấn động, ánh mắt nhìn sang một sư thúc. Một sư thúc khẽ gật đầu thở dài một hơi nói, đấy vốn là ước định ngầm giữa dược tiên cốc và ma dương tông ngoại nhân không ai biết. Ngay cả ta trước đây cũng không biết chuyện này. Dương Phạm có thể mơ hồ cảm nhận được vị mục sư thúc này dường như có chút tình cảm đặc biệt với mẹ mình. Tính theo bối phận thì mục sư thúc này chính là nhân vật cùng thế hệ với Ngọc Cốc chủ. Liễu Mộng Yên là đệ tử thân truyền thứ nhất của Ngọc Cốc chủ. Giữa Liễu Mộng Yên và mục sư thúc có quan hệ tiểu sư diệt và sư thúc. Vân Vũ Tịch chính là đệ tử thân truyền thứ hai của Ngọc Cốc chủ là sư muội của Liễu Mộng Yên từ bối phận thì coi như là sư cô của Dương Phạm. Khi biết được Dương Thiên và Mộng Yên kết hợp, sinh được một đứa con thì liệt mổ liền tìm hắn tiến hành sinh tử chiến. Liệt vô huyễn nói tiếp. Dương Phạm vẫn kiềm chế lắng nghe. Người con của Liễu Mộng Yên và Dương Thiên chính là hắn. Cho tới lúc này, những hành động của liệt vô huyễn cũng rất hợp tình hợp lý. Nữ nhân mình yêu thương đã có hôn ước lại bị người hoành đao đoạt ái, thậm chí còn sinh ra một người con thì đối với bất cứ ai cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Cuộc chiến đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm dương phàm có chút trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào liệt vô huyễn. Vốn dĩ liệt mổ cũng chỉ muốn đánh một trận công bằng với dương thiên mà thôi. Thực lực của ta và hắn cũng sàn sàn như nhau rất khó phân thắng bại. Nhưng ta tuyệt đối chưa từng ngờ được sư phụ lại trước động tay động chân trên người ta. Ở thời khắc máu chốt thi triển phụ thân thuật, khoảnh khắc đã đưa thực lực ta gia tăng lên kim đan đỉnh. Ta bị sư phụ khống chế, đánh cho Dương Thiên chạy trối chết. Nhưng ngoài dự liệu là ở thời khắc máu chốt thì Liễu Mộng Yên lại ngốc nghếch dùng thân thể nàng đón một đao trí mạng đồng thời cũng xua tan phụ thân thuật trên người ta. Thần sắc trên mặt liệt vô huyễn rất phức tạp. Có phẫn nộ, hổ thẹn, tự trách. Hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập cả người vô cùng xúc động. Nói như thế thì kẻ đầu sỏ chính là Tam U Lão Ma. Hắn động tay động chân trên người ngươi, ở thời khắc mẫu chốt thi triển phụ thân thuật. Khống chế thân thể ngươi giết chết mẹ ta. Dương Phàm hờ hững hỏi lại. Đúng thế cho nên chính là tự tay ta đã giết chết mẹ ngươi. Điều này là sự thật. Vẻ mặt của liệt vô huyễn rất kích động, gần như gào lên. Ta hiểu rồi. Dương Phạm hít sâu một hơi, tất cả đã phân rõ trắng đen rồi. Hắn lại thể hội câu nói trong bức thư kia, về phần thủ phạm chân chính giết chết mẹ con có hai người một là tam u lão ma. Người còn lại chính là cha của con. Dương Thiên ta. Vì sao Dương Thiên lại nói rằng bản thân hắn lại là một trong hai thủ phạm giết chết Liễu Mộng Yên? Bởi vì Liễu Mộng Yên thay hắn chết. Dưới sự hổ thẹn và ấy nấy nên hắn mới nói ra lời này. Dương Dược Sư. Giờ ngươi đã biết rõ mọi chuyện rồi, muốn giết cứ giết. Bất kể ngươi xử lý thế nào thì liệt mổ cũng không phản kháng. Liệt vô huyễn châm biếm nói. Thạch hóa. Dương Phạm thốt lên hai chữ. Tinh quang màu vàng đất loe lên trong mắt từ dưới đại địa truyền tới một cổ dao động nguy hiểm không thể giải thích. Thoáng chốc. Thân thể liệt vô huyễn đã trở nên cứng nhắc sau một cái hô hấp thì hóa thành một pho tượng bằng đá. Lúc này đây hắn cũng chưa từng phản kháng. Thạch hóa. Khuôn mặt một sư thúc biến sắc thần thông này vô cùng giống với thần thông bản mạng của hộ sơn linh thú tam mục thông linh mãn của dược tiên cốc. Mục sư thúc Hiện còn có một điểm đáng ngờ cuối cùng. Dương Phạm Thạch hóa liệt vô huyễn rồi đưa mắt nhìn sang mục sư thúc nói. Còn có gì đáng ngờ? Vì sao liệt vô huyễn lại có thể có hôn ước với mẹ ta? Dược tiên cốc luôn là một đại phái lánh đời sao lại có tới việc liên hôn mang tính lợi ích này? Lợi quan trong mắt Dương Phạm lóe lên lặng lẽ sinh ra một cổ áp bách. Cái này ta cũng không rõ lắm. Một sư thúc lắc đầu, bởi vì đây chính là quyết định của tổ sư Dược Vương. Dược Vương. Trong mắt Dương Phạm không ngừng lóe lên tinh quang. Hưu đúng lúc này một nữ nhân có dáng người cao sang, mặc một bộ váy dài màu xanh bay lại ngọc cốc chủ. Dương Phạm đột nhiên liếc sang nhìn. Dương Dược sư. Ngọc Cốc Chủ cười khổ một tiếng. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, sư phụ quả nhiên không nói sai ngươi nhất định sẽ có thể tấn chức nguyên anh bậc cao. 30 năm trước, nàng lấy thái độ kẻ cả nhìn xuống, không thèm kết giao với một gã tu sĩ bậc thấp như Dương Phàm. Nhưng mà hôm nay, dưới con mắt lạnh lùng vô tình của Dương Phàm, trong lòng Ngọc Cốc Chủ cũng thấy không yên. Trước sau đã khác thân phận và địa vị của hai người đã hoán đổi cho nhau dương phàm nếu thật sự gây bất lợi cho ngọc cốc chủ thì đối phương căn bản không có chút sức phản kháng nào dương đại ca không được vô lễ với sư phụ đúng lúc này từ xa xa lại truyền tới thanh âm lo lắng của vân vũ tịch dương phàm hơi ngạc nhiên thần sắc thông dong chờ vân vũ tịch đi tới vũ tịch chung quy ngươi cũng đi ra rồi ngọc cốc chủ cũng khẽ thở dài một cái thần sắc dương phàm khôi phục bình thường thản nhiên liếc nhìn Ngọc Cốc Chủ như cười như không nói, xin hỏi Ngọc Cốc Chủ. Ta nên gọi bà là sư tổ hay sư mẫu? Lời này vừa ra mấy người nơi này đều ngẩn cả người. Ngọc Cốc Chủ dở khóc dở cười, tùy ngươi đi. Nếu đều không thích hợp thì kêu ta một tiếng Ngọc Cốc Chủ hoặc Ngọc Đạo Hữu là được. Dương Phàm thu hồi vẻ tươi cười lạnh nhạt nói, giờ Dương Mổ có một yêu cầu. Ngọc Cốc Chủ đáp, mời nói ta muốn kiểm tra thi thể của dược vương tiền bối. Dương Phạm nói với giọng điệu không thể cự tuyệt. Chương 468, Thiên Khô Giả Minh Thuật kiểm tra thi thể của sư phụ. Điều này không được. Sắc mặt của Ngọc Cốc Chủ trầm xuống, quả quyết từ chối. Dược vương tiền bối chết tuyệt đối là chuyện kỳ quái. Dương mổ muốn đích thân kiểm tra dương phàm trầm giọng nói giọng điều rất cương quyết vân vũ tịch ở bên cạnh cũng có chút không biết làm sao một người là sư phụ của mình người kia lại là người mình yêu thương đây là chuyện của dược tiên cốc dương dược sư vẫn không cần nhúng tay đâu ngọc cốc chủ cắn răng một cái tuyệt đối không thể nhượng bộ nàng tự cho rằng là sư phụ của vân vũ tịch đồng thời mẹ đẻ của dương phàm còn là đệ tử của mình cho nên dương phàm tuyệt đối không dám thương tổn mình cũng không dám bất kính với nàng cho dù Dương Phạm muốn động thủ thì Vân Vũ Tịch cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn được. Dương Đại Ca Ngươi đừng như thế có được không? Vân Vũ Tịch vội vàng đi tới trước người Dương Phạm nắm lấy cánh tay hắn ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, có chút cầu khẩn. Vũ Tịch Ta đây cũng là vì nàng mà thôi. Nếu không ta cũng đã không quan tâm tới chuyện này rồi. Dương Phạm khẽ ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói. Dương Đại Ca, nếu là huynh muốn tốt cho vũ tịch thì không nên làm khó sư phụ đôi mắt vân vũ tịch trân trân nhìn lên ám chỉ với hắn sớm đã có ước định có thể lén lút đi kiểm tra thi thể dược vương dương phàm mỉm cười kề sát mặt xuống tai nàng hôn nhẹ nàng một cái ngươi vân vũ tịch không kịp đề phòng sợ ngay người khuôn mặt đỏ bừng lên vội vàng trốn vào lòng ngực hắn ở trước mặt sư phụ mà lần đầu tiên lại bị người ta hôn một cái nàng vừa thẹn vừa giận trong lòng nhưng cùng có một chút cảm giác kỳ lạ. Thạch hóa. Tinh quang đột nhiên lóe lên trong mắt dương phạm hắn nâng ngón tay chỉ về phía ngọc cốc chủ. Một cổ dao động huyền ảo và kỳ dị từ trên người hắn phát ra. Dừng tay. Một sư thúc kinh hải hô lên. Vẻ mặt của ngọc cốc chủ lập tức kinh hải không kịp thốt lên điều gì đã bị thạch hóa rồi. Đối phó với một tu sĩ Kim Đan Kỳ, Dương Phạm thi triển thạch hóa thuật quá rất dễ dàng không cần đối phương phải cùng đứng chạm mặt đất. Đại ca! Ngươi sao lại gây hại cho sư phụ? Vân Vũ Tịch lúc này mới kịp phản ứng khuôn mặt lập tức đại biến thậm chí có đôi chút tức giận. Yên tâm bà ta không gặp nguy hiểm gì cả. Vẻ mặt Dương Phạm lạnh lùng nói, đợi ta kiểm tra thi thể của Dược Vương tiền bối rồi sẽ giải trừ thạch hóa cho bà ta. Dương Đại ca! Cung mặt vân vũ tịch tràn đầy nước mắt nhìn hắn từ khi trở lại bắc tần sao huynh lại bá đạo như thế người là sư phụ của vũ tịch đại ca không thể làm thế được dương phàm bối phận của ngọc cốc chủ chính là sư tổ mẫu của ngươi làm sao ngươi có thể làm thế được một sư thúc cũng giận dữ nói được nể mặt vũ tịch ta tạm thời tha cho bà một lần trong mắt dương phàm tràn đầy lãnh ý hơi nâng tay lên thân thể ngọc cốc chủ vốn đã bị thạch hóa lại dần khôi phục trở lại. Sau khi được giải trừ thạch hóa bộ dáng của ngọc cốc chủ vẫn còn mang vẻ sợ hãi thần sắc ảm đạm. Dương Phạm âm thầm cười lạnh, tự cho là bối phận cao cậy già lên mặt, trước hạ mã uy ngươi đã đỡ gây nhiều phiền toái. Hắn làm như thế đương nhiên có mục đích. Một là ngọc cốc chủ có địa vị rất cao trong lòng vân vũ tịch gần như là nói gì nghe nấy. Ai có thể đoán được nàng có gây ra cản trở gì cho việc kết hợp giữa Dương Phạm và Vân Vũ Tịch hay không? Hay là quyền chủ đạo và lớn nhất ở Dược Tiên Cốc chính là nằm trong tay của Ngọc Cốc Chủ? Vân Vũ Tịch mặc dù đã tấn chức Nguyên Anh Kỳ nhưng cũng không dám làm trái lệnh sư phụ. Lại càng không có quyền hành gì. Thái độ ương ngạnh và bá đạo của Dương Phạm trực tiếp hạ mã uy của nàng. Trái qua chuyện này, Ngọc Cốc Chủ thần sắc ảm đạm không dám phản đối nữa vừa sợ hãi vừa kiên kỵ Dương Phạm. Chúng ta đi. Dương Phạm nắm lấy tay của Vân Vũ Tịch, ánh mắt hơi đảo qua Ngọc Cốc Chủ và Mục Sư Thúc. Còn hắn thì sao? Mục Sư Thúc chỉ vào pho tượng liệt vô huyễn đã bị thạch hóa. Cứ đặt đây vài ngày, cường giả nguyên anh kỳ cũng không chết dễ dàng như thế đâu. Dương Phạm thản nhiên nói. Ngọc Cốc Chủ và Mục Sư Thúc không khỏi nhìn nhau trong lòng càng thấy sợ hãi. Thực lực của Dương Phạm thật rất khủng bố, không ngờ ngay cả cường giả Nguyên Anh Kỳ cũng bị thạch hóa. Không lâu sau, bốn người đã đi tới mộ địa của Dược Tiên Cốc. Thi thể Dược Vương được niêm phong đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ đặc biệt. Chiếc quan này có chút tối màu. Dương Phạm nâng táp lên vỗ nhẹ tầng tầng cấm chế xung quanh chiếc quan tài này lần lượt tiêu tan. Sau khi mở ra bên trong là thi thể của một lão già tóc bạc trắng trên người lão già đầu bạc này không có chút sinh cơ nào hô hấp và nhịp tim cũng đã ngừng lại bởi vì bảo tồn trong một quan đặc thù của tu tiên giới có cấm chế bảo hộ hơn nữa dược vương là cường giả nguyên anh kỳ cho nên thi thể cũng không có chút dấu hiệu hư thối nào dương phàm đặt tay lên trán dược vương sau đó nhắm mắt lại cảm ứng thật lâu sau hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi đặt nắp quan tài lại thấy cảnh này ngọc cốc chủ và vân vũ tịch khẽ buông lỏng thở dài một hơi hắn vì sao phải giả chết nhưng mà dương phạm lại đột nhiên nói một câu khiến sắc mặt hai người lập tức đại biến giả chết cái gì một sư thúc kinh dị không hiểu dược vương tiền bối đang ở trong một trạng thái chết giả rất đặc biệt dưới tình huống như thế hắn thậm chí không có cảm ứng gì đối với ngoại giới nếu không có thủ đoạn đặc biệt hoặc gặp phải đã kích mãnh liệt thì hắn thậm chí sẽ ngủ mãi không dậy dương phàm ngạc nhiên thán phục nói loại bí thuật này ta cũng chỉ mới nghe nói qua ưu điểm của nó chính là không khác gì với chân chính tử vong cho dù người có tu vi cao hơn một đại giai cũng rất khó có thể phát hiện ra sơ hở dương đại ca vậy sao huynh lại nhận ra vân vũ tịch cảm thấy khó tin ngọc cốc chủ cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía dương phàm người này dường như biết việc dực vương giả chết chẳng lẽ các ngươi quên rằng thân phận của ta cũng là dược sư? Dương Phạm cười nói. Hết thảy dấu hiệu sinh mệnh đều không thể che giấu được người nắm sinh mệnh tự nhiên như hắn. Vũ Tịch Dược vương tiền bối vì sao phải giả chết? Dương Phạm ôn tồn hỏi. Vũ Tịch đáp, gia gia nói hắn là muốn tránh việc độc vương giao phong với dược tiên cốc ta. Mặt khác là để cự tuyệt liên hôn tránh vướng vào tranh đấu của tu tiên giới. Liên hôn Dương Phạm nhướng mày. Ngọc Cốc Chủ giải thích, năm đó. Độc Vương tiến hành sự trả thù khủng khiếp đối với Dược Tiên Cốc, các loại độc thuật chưa từng có được áp dụng lên người các đệ tử Dược Tiên Cốc. Khi đó môn đồ đệ tử của Dược Tiên Cốc tử vong vô số. Vì giải quyết vấn đề này, sư phụ đã thỉnh cầu bằng hữu là Tam U Lão Ma trợ giúp trừ khử Độc Vương. Tam U Lão Ma đáp ứng rồi nhưng lại đưa ra yêu cầu là phải để truyền nhân của Dược Tiên Cốc liên hôn với đệ tử thân truyền của hắn lúc ấy sư phụ hận độc vương thấu xương hơn nữa suy nghĩ cho đại cục dược tiên cốc nên cũng đáp ứng việc này đây là nguyên nhân chân chính dẫn tới việc liên hôn giữa mẹ ta liễu mộng yên và liệt vô huyễn sao khó trách độc vương lại bị tam u lão ma đánh lén suýt nữa bỏ mạng dương phạm lúc này mới hiểu ra tuy nhiên do liễu mộng yên chết đi nên việc liên hôn bí mật giữa dược tiên cốc và ma dương tông cũng coi như thất bại nhưng mà một năm trước Tam U Lão Ma lại lần nữa đòi liên hôn với Sư Tôn, muốn kết hợp giữa Vân Vũ Tịch và Liệt Vô Huyển. Không chỉ như thế, Đại trưởng Lão của Huyết Luyện Tông cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Ngọc Cốc Chủ nói tới đây không khỏi thở dài một tiếng. Huyết Luyện Tông sao lại tham gia vào chuyện này? Dương Phàm khó hiểu. Mà Dương Tông làm thế thì thật rất dễ lý giải. Nếu có thể liên hợp với Dược Tiên Cốc hai nhà hợp làm một thì có cơ hội rất lớn để nhất thống Ngư Dương quốc. Điều này lại phải hỏi Vũ Tịch vậy. Ngọc Cốc chủ thở dài. Khuôn mặt Vân Vũ Tịch đỏ lên thấp giọng nói, mấy năm trước, vì luyện chế một kiện pháp bảo mà Vũ Tịch đi tới tu tiên phường thị của La Sơn quốc lại đụng phải Chúc Phong. Chúc Phong? Chính là nam tử mặt khuyết bào họ chút kia sao? Vẻ mặt Dương Phạm lộ ra một chút kinh dị mơ hồ hiểu ra nguyên nhân trong đó đúng thế. Vân Vũ Tịch gật đầu, cúi đấu không nói dường như có chút ấy nấy. Thân phận của Trúc Phong rất đặc biệt chính là con cháu của đại trưởng lão huyết luyện tông. Ngày đó sau khi gặp Vũ Tịch ở phường thị thì cứ theo đuổi không dứt. Thậm chí thông qua vị gia gia này để tạo áp lực đối với sư phụ đưa ra yêu cầu liên hôn. Ngọc Cốc Chủ cảm thán nói, dưới ba áp lực này, sư phụ nghĩ ra một kế sách đơn giản thậm chí có thể lừa dối được cả đám người tam u lão ma và độc vương trước khi dược vương tiền bối giả chết có để lại di ngôn gì không dương phàm dò hỏi không người chỉ nói rằng không tới vạn bất đắc dĩ thì đừng gọi hắn tỉnh lại ngọc cốc chủ đáp trong mắt dương phàm không ngừng lóe lên trầm tư thật lâu rồi rốt cuộc lên tiếng được rồi hôm nay ta sẽ khiến người tỉnh lại dứt lời hắn bỗng nâng tay lên đánh một chưởng lên quan tài. Răng rắc. Một quan tài của Dược Vương bị chém vỡ tung, một cổ quan lưu màu lục mạnh mẽ tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Ngươi làm gì? Ba người đều thất sắc. Dương Phàm mỉm cười, đương nhiên là làm hắn tỉnh lại giúp ta chống lại tam u lão ma. Dương Phàm Ngươi quá tự cao tự đại. Coi trời bằng vung rồi. Dược tiên cốc ta vì sao lại giúp ngươi chống lại tam u lão ma? Một sư thúc giận giữ hết lên thân mình run rẩy. Nếu không phải thực lực giữa hai người chênh lệch tuyệt đối thì hắn e đã động thủ rồi. Hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Dương Phạm tự tin nói. Đại ca. Huynh sao lại phải làm thế? Vân Vũ Tịch đau khổ nhìn về phía Dương Phạm trong mắt có vài phần thất vọng. Sẽ có một ngày các ngươi sẽ hiểu ra. Hai tay Dương Phạm chấp sau lưng, trong mắt lộ ra vài tia thâm ý bởi vì ngư dương quốc đã rơi vào thế cục hỗn loạn không có bất cứ thế lực nào có thể thoát được. Dược tiên cốc cũng không thể. Hai tròng mắt hắn như bắn ra mấy tia thâm thúy, như đã hiểu rõ hết thảy tương lai. Đúng lúc này. Dược vương đang trong trạng thái chết giả chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt hắn dần hiện lên vài tia huyết sắc. Dược tiên cốc xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh thức lão phu? trong mắt Dược Vương hiện lên lệ quan, nhìn qua ba người nơi này. Sư phụ. Người đánh thức người là Dương Phạm. Ngọc Cốc chủ rụt trẻ nói. Là ngươi. Dược Vương chậm rãi đứng lên mái tóc bạc trắng không gió tự động. Trong hư không bỗng nhiên sinh ra một cổ uy áp. Ngươi sao lại đánh thức ta? Dược Vương không giận tự uy, hai mắt nhìn chầm chầm Dương Phạm. Quy thế cường đại bức bách về phía một mình hắn mấy người nơi này đều cảm nhận được cơn tức giận của Dược Vương. Thậm chí trong đó còn có sát khí nhàn nhạt. Dược Vương tiện bối. 30 năm không gặp người vẫn rất khỏe mạnh. Thần sắc Dương Phạm rất bình tĩnh nói. Người có biết thi triển thiên khô giả minh thuật phải tiêu hao 100 năm tuổi thọ không? Lửa giận dường như thiêu đốt hai mắt Dược Vương, thanh âm lạnh như băng hỏi. Khi vãn bối đánh thức người đã biết chuyện này. Dương Phạm vẫn rất thông dong, dường như muốn chọc giận Dược Vương vậy, là người muốn chết. Dược Vương vừa tỉnh lại, tính tình vô cùng táo bạo, không nói hai lời, nâng tay lên đánh ngay một chưởng về phía Dương Phàm Âm đại địa đột nhiên chấn động, đây là một kích toàn lực của cường giả Nguyên Anh sơ kỳ, đủ để khai sơn liệt địa. Không nên. Vân Vũ tịch biến sắc lúc này mới kịp phản ứng nhưng tinh quang màu vàng trên người Dương Phạm đột nhiên sáng lên vẫn không nhúc nhích. Một chưởng này đánh thẳng vào ngực Dương Phạm. Dương Phạm không nhúc nhích chút nào vẫn như Thái Sơn khóe miệng lộ ra chút tươi cười. Mắt người nơi này đều trở nên kinh hãi, sắc mặt dại ra. Mạnh mẽ chống đỡ một kích của cường giả nguyên anh kỳ mà lông tóc vô tổn. Điều này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng mọi người. Bàn tay dược vương cứng đờ ở giữa không trung trong mắt vô cùng kinh ngạc dược vương tiền bối có thể tỉnh táo nói chuyện được chưa thanh âm nhàn nhạt của dương phàm truyền ra dược vương thu tay lại rốt cục khôi phục bình tĩnh nhìn hắn một cái thật sâu gật đầu nói được ngươi có tư cách này